đây là thiền sư tổ tâm chịu để cái hiệu là Hối Đường ở tại chùa Hoàng Long. Ngài là đệ tử của thiền sư Huệ Nam, Phong Long Tế, sư họ Ổ, quê ở Thủy Hưng, Nam Hùng. Thở bé làm thơ săn có tiếng, năm 19 tuổi, sư bị mù mắt, cha mẹ nguyện cho xuất gia, con mắt sư sáng lại. Sư đến nương với Sa Môn Huệ Toàn ở chùa Long Sơn. Năm sau, thi kinh nghiệp, sư chỉ dân thi, liền được xuất gia. Sư tiếp trụ viện của thầy, chẳng họ dưới luật. Như vậy thì đời sống muốn làm tăng là phải đi thi, thi mà đậu thì mới được làm tăng, chứ không phải là dễ. Còn chùa thì không phải ai muốn mời trụ trì thì mời, mà phải là quan mới được mời trụ trì. Thành ra chùa thì thuộc về triều đình hết, tăng thì cũng phải đi thi, triều đình cho phép mới được tu. Như vậy đó, chứ không phải đơn giản. Biết vậy thì mình thấy mình phước đức nhiều hơn. Một hôm, sư bỏ chùa vào Tùng Lâm, chỉ kiến thiền sư Văn Diệp ở Vân Phong. Dừng lại đây 3 năm, sư khổ vì chỗ cứng cõi cô độc, bèn cáo từ thiền sư Diệp ra đi. Chỗ cứng cõi cô độc này là sao à? Tức là ở trong chúng mà ổng có cái thật là không có hòa với ai hết, nghĩa là có vẻ hơi sao hơi ngang ngạnh, cho nên rồi ở trong chúng không có ổn, cho nên là thấy khổ cái chỗ đó, cho nên xin ra đi không ở nữa. Diệp bảo hãy đến nương nơi Huệ Nam ở Hoàng Bá. Khi đến Hoàng Bá ở 4 năm, tuy tri hữu mà cơ chẳng pháp. Tri hữu là sao? Tri hữu là biết mình có cái đó mà nó chưa có phát ra, nó chưa có một tiết à. Tiết à là tiết gì? Bởi mình có hai cái thứ tiếng, một tiếng thì nghi mà một tiếng thì ngộ. Tiếng gì là tiếng nghi? Ủa tức là nghi. Ủa vậy sao? Đó, tức là nghi. À, cái là ngộ. Thành ra mấy cái chữ đó là mấy cái chữ đặc biệt trong nhà thiền dùng. Thế nên một tiếng là thấy là phát, và chưa có là chưa có phát, biết nó mà chưa có phát. Sư từ giả trở lại Vân Phong. Đến nơi thiền sư Diệp đã tịch, nhân đó sư đến tựa ở Thạch Xương mà không có thăm vấn. Sư thử xem truyền đăng đến đoạn, tăng hỏi thiền sư Đa Phước thế nào là một vườn tre của Đa Phước. Đa Phước đáp: một cây hai cây nghiêng. Tăng thưa chẳng hiểu. Đa Phước nói: ba cây bốn cây công. Khi ấy sư liền giác ngộ, hiểu rõ được hai thầy. Như vậy thì Ngài Đa Phước nói cái gì kỳ cục chứ? Bởi vì ông tăng này, cái chỗ chùa Đa Phước, cái chỗ đó là trồng tre nhiều, cho nên ông mới hỏi thế nào là cái vườn tre của Đa Phước. Hỏi vườn tre là hỏi được vườn tre thiệt hay hỏi gì? Ví dụ có người tới đây hỏi thế nào là vườn đào của Thường Chiếu, với chú trả lời sao? Trả lời sao? Thế là vườn đào Thực Chiếu thì chắc mấy chú nói vườn đào của tôi là một mẫu, thấy không? Nó hát mẫu bao nhiêu cây thì mình trả lời kiểu đó. Còn ở đây hỏi thế nào là vườn tre cái Đa Phước thì Ngài trả lời: một cây hai cây nghiêng. Đó, ông Tăng nó không hiểu thì Ngài nói tiếp: ba cây bốn cây cong. Như vậy mà tại sao đọc tới đó ông ngộ cái gì?
Thấy ta tìm cái ngộ lắm ta, không ngộ cái gì. Cho nên khi mà ngộ rồi, ông mới trở về, ông trình bày với ông thầy. Thành ra dành phần bí mật đó, không có, phải có phần cái bí mật, chứ không có hết đó. Hết là hết nghề, phải còn cái bí mật cái đó. Khi ấy thì liền giác ngộ, hiểu rõ được hai thầy. Khi liền đi thẳng đến Hoàng Bát, vừa mới trải tạ cụ, Hoàng Bát cười, Đức Huệ Nam cười, nói, ngươi vào khách của ta, sư cũng thích thú, vui mừng thưa, việc lớn xưa nay như thế, Hòa Thượng cần gì dạy người khám thoại, tức là khám thoại đầu đó, hạ ngữ, tâm cách sưu tầm, cái việc lớn xưa nay đơn giản như vậy đó. Thì tre thì một cây, hai cây, nghiêng, mọi mọi, không tiểu, ba cây, bốn cây, cong. Nó đơn giản như vậy mà tưởng biểu phát khác lại đầu, nhưng mà nhất cái đầu, khổ sở. Hoặc là hạ nữ chim, phía đáp con này, con kia là ăn đòn hoài, khổ vậy. Thì Huệ Năng đáp, nếu chẳng dạy ông tầm cứu như thế, đến chỗ không dụng tâm, tự thấy tự nhận là ta đã cho vùi ngươi vậy. Nếu ta không dùng phương tiện đó thì ông cứ không thả biết gì nào ngộ. Nhờ có dùng những phương tiện đó mà mới nghiêm tầm, mới tra cứu, là tâm hồn mình thần lành nó mới lặng xuống, rồi mới có cái phút giây ngộ. Chứ không thả chìm lặng ở trong chúng, thường đến thưa hỏi về cú ngữ của Phân Tôn. À, lúc đó ngài sống thầm lặng, ngộ rồi mà không ai biết, cứ thầm lặng ở trong chúng như bình thường vậy thôi. Mà hỏi các cái câu của Phân Môn, ngài chưa hiểu. Huệ Năng bảo, biết là việc bên liền thôi, ông dùng nhiều công phu làm gì? Biết là việc bên liền thôi nghĩa là sao? Tức là biết là cái việc bên đó như vậy đó, thì thôi đi, hỏi chi được á, làm cho nó phiền, phải không? Thì sư thưa, chẳng thế, con còn có chút nghi, chẳng đến vô học, đâu hay bảy dọc tám ngang, xoay trời chuyển đất. Nếu mà con còn có chút ngờ chưa rõ, thì làm sao mà con tự tại ngang dọc xoay trời chuyển đất được? Huệ Năng hứa nhận. Sau đó, sư đến ý kiến thiền sư Khả Chanh ở Phong Nam. Khả Chanh tiếp sư là nói rất lạ, sư dừng ở đây 2 năm, Khả Chanh nguy tịch, sư trở lại Hoàng Bá. Huệ Nam dạy phân tòa tiết độ tăng chúng. Phân tòa tức là chia tòa mà giáo hóa đó. Bây giờ tôi cũng bắt đầu phân tòa rồi đó. Đến Huệ Nam giờ trụ Hoàng Long, sư sang ý kiến thiền sư Hiểu Nguyệt ở Phần Đàm. Hiểu Nguyệt dùng kinh luận tinh nghĩa được nhập thần. Những vị đồng hàng ở các nơi nghe thế đều cười, bảo là chủ yếu không tự hết đi, lại thả một cái cầu vào hang sâu. Như vậy thì nhà Hiểu Nguyệt cũng là thiền sư mà khác hơn các thiền sư khác. Thiền sư khác thì chỉ là nói thoại rồi thôi, còn ngài thì lấy kinh điển, lấy kinh luận, những cái chỗ mà nghĩa thâm sâu á, ngài giảng dạy rất là thấu đáo. Rồi mấy vị kia cười, nói cái chủ yếu á, là không tự hết đi, phải buông hết đi, bây giờ còn lại thả cái cầu vào hang sâu làm gì, phải không? Coi như là mình học kinh, học điểm là như cái cầu vào hang. Suy nói, chia cho hữu đắc mà đắc, giữ trước người sau, ta cho vô học mà học, trong sông về biển. Câu nói dễ hiểu là to. Thì ở đây ngài phê bình rằng những vị thầy mà chê ngài Hiểu Việt đó, đó những gì đó, đó cho đủ đắc mà đắc, tức là có cái nhận được, cho cái được đó là cái chỗ cứu kính của mình, rồi giữ trước nửa sau, tức là bảo vệ chỗ đó thôi. Còn với cái nhìn của ngài, ngài cho rằng vô học mà học, nghĩa là mình đã ngộ được túi vô học rồi, nhưng mà vẫn học. Tại sao?
vì trăm ngàn kinh điển đều trở về cái chỗ chân thật đó, giống như trăm sông nó đều chảy về biển. Tại sao mình lại không chịu học? Đó, như vậy thì cái trình của Ngài, Ngài là một thiền sư ngộ đạo rồi, và Ngài có chê cái học không? Ngài thấy rằng hoặc tổ dạy thì cái dạy đó không cái nào ngoài, chủ yếu là chỉ về cái chỗ chân thật của chính mình. Như vậy mình học rộng thì mình có cái phương tiện nhiều, mà có phương tiện nhiều thì sự giáo hóa nó dễ. Còn mình cứ cố chấp cái chỗ sở đắc là nhiêu đó, mình rốt cuộc rồi mình không có phương tiện. Sư do có chút bệnh dình trụ ở chương gian, chữa bệnh thoáng qua là hạ ý công, có nhã ý học thiền. Dương kiệt sứ công than rằng: tôi đến giang tây hạnh không gặp được thiền sư Huệ Nam. Sứ công nói: có thượng tọa tổ tâm ở chương gian, công hãy đến thưa hỏi, chẳng thiết gặp Huệ Nam. Ý công liền đến ra mắt sư, sư cùng đàm luận tinh thần khoáng đạt, đến bàn về triệu luận câu, hội muôn vật làm chính mình và tình cùng vô tình chung một thể. Đến câu đó thì hai người luận bàn cái câu đó, thì khi ấy có con chó nằm dưới bàn hương, bàn hương sư lấy cây ước đè giấy gõ con chó, lại gõ cái bàn nói: con chó hữu tình liền nên đi, cái bàn vô tình vẫn ở, tình cùng vô tình đâu thành một thế. Tỷ không không thể đáp được. Như vậy thì trong triệu luận nói thì cái câu mà nói rằng hội muôn vật làm chính mình, rồi tình cùng vô tình chung một thể, nó nói chung một thể sao con chó gõ cho nó đứng dậy nó đi, mà nó bàn gõ nó còn y nguyên nó đi, mà nó một thể. Thấy có biết hay không biết lỡ ràng, làm cho ông tỷ công cũng không thể đáp được. Sự biết đây sự gỡ cái rối dùm giọng, vừa có suy nghĩ liền thành pháp dư, đau tình hỏi muôn vật làm chính mình. Như vậy cái câu sau là câu ông gỡ đó, thấy không? Nghĩa là không phải cái bàn con chó, nó là một thể. Mà muốn một thể là phải sao? Là mình không có nghĩ, mình không nghĩ thì vô vật đồng một thể, còn mình vừa thở nghĩ thì nó không thành một thể, thành pháp như nó không phải một thể. Thì sư Huệ Nam tuy tịch, sư tiếp trụ trì Hoàng Long mót 12 năm, song tánh sư thực xưa là không thích theo việc, năm theo suy nghĩ mới được lãnh việc nhàn cư, tức là năm lần sinh mới được nghỉ. Tạ cảnh ôn sư cánh thú Đàm Châu, thấy Quy Sơn thiếu người, đến thỉnh ba phen sư vẫn từ chối. Tạ cảnh ôn thỉnh sư đến trường xa gặp một lần, sư liền đến. Cảnh ôn cầu xin nghe pháp yếu, tức là nghe cái pháp yếu, cái yếu chỉ của Phật pháp. Sư vì âm hóa đại cương, ba thừa 12 phần giáo giống như nói ăn, chỉ thức ăn cho người. Đã nhờ đó nói thức ăn cốt nơi mình nếm lấy, chính mình nếm được liền rõ biết mùi vị kia là mặn, lạc, cay, đắng. Thì cái đoạn này quý vị thấy cái đạo lý nó quá hay. Là kinh điển chỉ là cái phương tiện chỉ bài cái tên cho mình biết, còn cái nếm được hay không là do công phu tu của mình, phải không? Vì vậy cho nên mới nói rằng giống như nói thức ăn, chỉ thức ăn cho người thôi, nói thức ăn và chỉ thức ăn cho người. Còn nếu muốn biết nó là mặn, là cay, đắng, ngọt, mùi gì thì phải sao? Thì phải nếm. Nếu mà có người nào đó biết thức ăn, nói thức ăn,
biết nói thức ăn cả ngày, nói nào bánh bao, nào hủ tiếu, nào bánh xèo, nói từ sáng tới chiều mà không ăn thì bụng sao? À, nói khô cổ mà bụng vẫn đói, phải không? Nghĩa như vậy thì mình biết kinh điển dạy cho mình cái phương pháp hay là cái danh tự để mình tìm ra cái thật, mà mình không chịu tìm cái thật mà cứ đọc danh tự nó hoài thì chẳng khác như mình bây giờ nói là chân tâm, là Phật tánh, là Như Lai tàn, nó đủ hết mà chân tâm không biết làm sao, Phật tánh không hiểu gì, rồi Như Lai tàn cũng không nhận ra, thì như vậy mình nói tới đâu đi nữa cũng không thành. Cho nên cốt phải nếm được cái vị của nó, đó mới là thật. Mà muốn nếm được cái vị đó tức là phải tu, phải đến nơi đến chốn thì mới nếm được cái đó. Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật cũng lại như thế đó. Như vậy thì ngài chỉ thẳng cái chỗ đó cho mình nhận ra mình sống được, chứ không còn dùng cái văn tự quanh co nữa. Chân tánh đã nhân văn tự mà bài, cốt tại chính mình thấy được đó. Như trong kinh nói mình là chân tâm hay là Phật tánh, đó là văn tự. Mà cốt nói như vậy để chi? Để mình nhận ra mình nên mình có chân tâm, mình nhận ra nên mình có Phật tánh, phải không? Mà mình nhận ra được mới là đúng mục đích của Phật nói. Chứ còn nếu mình cứ chấp chữ đó mà đọc hoài thì không bao giờ hợp lý. Nếu hay thấy được liền rõ biết trước mắt là chân, là vọng, là sanh, là tử. Nếu mình thấy được chân tâm Phật tánh của mình rồi thì chừng đó mình mới biết cái nào là chân, cái nào là vọng, cái nào là sanh, cái nào là tử. Đã biết rõ chân vọng sanh tử, xem lại tất cả ngữ ngôn văn tự đều là lời nói hiển bài, chọn không có nghĩa thật. Mình nhận ra được chân tâm Phật tánh rồi mình biết rõ cái nào chân, cái nào vọng rồi, thì trình đó mới biết ngôn ngữ chỉ là cái phương tiện hiển bài thôi, chứ không có gì thiệt. Như nay không hiểu bệnh tại chỗ nào, như hiện nay mà mình không hiểu là bệnh tại đâu? Bệnh tại thấy nghe hiểu biết, vì chẳng biết như thật chỗ đến né trên, nhận cái thấy nghe hiểu biết này làm cái sở kiến của chính mình. Bởi vì mình không có biết rõ cái chỗ như thật, chỗ chân giải thoát mình không biết, bởi vậy cho nên mình cứ chấp vào cái thấy nghe hiểu biết của mình, cho đó là cái kiến giải thực của mình. Đâu chẳng biết cái thấy nghe hiểu biết này đều do tiền trần mà có phân biệt. Nếu không cảnh giới tiền trần thì cái thấy nghe hiểu biết này đồng với lông rùa rừng cỏ, đoạn không có chỗ nương, đoạn này thích ở đâu? Kinh Lăng Nghiêm mới học rồi đó, phải không? Phật nói trong Kinh Lăng Nghiêm đó, đó là cái thấy nghe hiểu biết này đều do tùy tiền mà có, đó là Phật muốn quở ngã nan đó. Nếu không có cảnh giới tiền trần thì cái thấy nghe hiểu biết này đồng như lông rùa rừng cỏ rồi, đoạn không chỗ nương. Tạ cảnh ô nghe được điều chưa nghe đó. Cho nên mình thường trong Nguyên Thư Cảnh Sách có câu gì đó, văn chư gì quên, văn chư vị văn đó, nghe những cái điều mình chưa nghe đó, phải không? Cho nên mình học kinh, học luận không cổ rằng Hàng Tỷ La là chiếc tông cổ, là cái tên Hàng Tỷ La tông cổ rằng: nhân nghe khi xưa khai ngộ rỗng thênh không nghi, mà tạp khí từ vô thủy đến nay không thể chấm dứt. Đó là dẫn cái người xưa nói mình khai ngộ rồi thì thấy nó rỗng không, thênh thang, không còn nghi nữa, nhưng mà tạp khí từ vô thủy đến nay không thể chấm dứt, không thể chấm dứt. Thì tại sao mà tạp khí vô thủy bây giờ nó chưa chịu hết? Đó là ngài lặp lại cái câu hỏi của ông, ngài giải thích: sao ngoài tâm không như một pháp, chẳng biết phiền não tạp khí là vật gì mà hữu nhất.
nó ngoài tâm không có một pháp, thì tập khí thì não cũng ở trong tâm thôi, phải không? Mà đã ở trong tâm rồi thì nổ tâm mà đỡ từng biết nó chi. Nếu cởi tâm này trở thành nhận giặc làm con, còn nếu mình nghĩ giết nó thì mình cho nó là thiệt, mà cho nó thiệt tức là nhận giặc làm con. Từ trước đến giờ chỉ có ngôn thuyết, cho đến theo bệnh cho thuốc, dù có phiền não tập khí, chỉ dùng tri kiến Như Lai trị nó đều là lời quyền biến phương tiện dẫn dạy. Nếu mà nói rằng có tập khí thì dùng cái tri kiến Như Lai để mà trị nó thì đó cũng là cái phương tiện quyền biến thôi. Nếu là quyết định có tập khí để trị, lại là ngoài tâm có pháp mà có thể hết ấy. Nếu mình cho rằng có cái tập khí thiệt để mà mình trị nó thì tức là ngoài tâm có pháp, mà có pháp cho nên mình mới nói là muốn cho nó hết. Thì như vậy giống như cái gì? Ví như con linh quy lấy đuôi phả dấu, dấu lại hiện rõ, nên nói đem tâm dụng tâm lại thấy bệnh sâu, đem tâm dụng tâm lại thấy bệnh sâu, tức là không thể nó là thanh thang, nó là trùng khóc, bao nhiêu cái tạp khí đều vọng tưởng đều là cái hư dối không thiệt, mà cần gì phải trị, chỉ biết là đủ rồi. Bây giờ nếu mà muốn trị nó thì đó là bệnh. Nếu hay sáng tâm, ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm, tâm pháp đã không lại muốn dạy cái gì hết. Nếu mình sáng được tâm thì thấy ngoài tâm không có một pháp nào khác, ngoài pháp thì không tâm, bởi vì vô pháp nó không ngoài, không rời tâm. Thì như vậy tâm pháp hai cái thể đó là không, mà đã là không thì muốn từ cái gì, muốn từ cái gì hết. Sư dạo Kim Đô, Phụ Mã Đô Quý là vương công sanh, thành tâm lễ đón và các am ở ngoài bất ngôn. Sư ở đây thời gian lại sang phương Nam, dạo Lô Sơn, Bành Khí Tư, chánh thủ cửu giang gặp sư. Khí Tư thông dân hỏi, khi người lâm chung có chỉ quyết chăng? Sư đáp, có. Khí Tư thưa, xin được nghe lời này. Sư bảo, đợi Khí Tư chết, liền nói. Khí Tư đứng dậy kính trọng nói, việc này phải là hòa thượng mới được. Câu đó hay chỗ nào? Có cái gì hay không? Đại kinh thẩm chết tôi nói, chỉ quyết tức là cái yếu chỉ quyết định. Thì chết có cái yếu chỉ quyết định gì không? Nó có. Có thì nói cho tôi nghe đi. Thì nó đại kinh là ông chết tôi sẽ nói. Vậy mà ông này ông khen quá thì sao vậy? Cái hay chỗ nào? Quý thấy em hay chưa? Việc này phải là hòa thượng mới được, hòa thượng mới nói được câu đó thì người thường nó không được. Vậy là hay cái gì? Nếu bây giờ mà hỏi có cái chỉ quyết thì chết thì xong thì mình mới có. À, chỉ quyết thì chết sao cho mình nói thì khi chết phải nhớ niệm Phật nha. Khi chết rồi phải giữ tâm thanh tịnh những danh. Thì đó là tiểu huyết phải không? Nhưng mà ngàn ấy, ngàn nó đợi khi ông chết thì đó tôi sẽ nói. Thì cái câu đó có gì hay không? Nói đó là nói trong hoa thôi, phải không? Mà tại sao ông này lại khen? Như vậy thì mình không thông minh mà ổng ha. Thành ra cái chỉ huyết là cái hiện tiền. Bây giờ ông chưa chết, nó chưa phải là hiện tiền, mà nói chưa trước là tức là nó không phải là cái chủ yếu rồi. Thành cái chí quyết của nhà thiền là cái hiện tiền, mà thấy được cái hiện tiền là thấy cái chí quyết. Cho nên đợi chết mới nói ngay cái đó thì đúng, còn khi khác là thật, nói trước người ta cũng thật hết. Sư thường làm bài kệ: bất trụ đường triều tự, nhàn vi tấm địa tăng,
sanh nhai tam sự nạp, cố cựu nhất chi đằng, chất thực tùy duyên khứ, phùng sơn nhậm ý đăng, tương phùng mạc tương tiếu, bất thị lãnh nam tăng. Tạm dịch: chùa điều đường chẳng trụ, làm tăng đất sống nhàn. Sanh nhai ba vật chính, cố cựu một cây hèo, tùy duyên đi khất thực, gặp núi mặt tình leo, thấy nhau chớ cười miễn, chẳng phải năng lãnh nam. Thì như vậy mình mới thấy coi như đời của ngài chùa tiền sự nghiệp có không, bởi vì ngài là cuối đường sang tống, cho nên ngài không còn ở chùa đường nữa, ở chùa tống làm ăn ở đời nhà tống. Thì sanh nhai ba vật chính, ba vật chính là gì? Y nè, bát nè, gì nữa, bạc vụ, ba cái đó là ba cái sinh nhai của ngài đó. Y nè, bình bát nè, bạc vụ nữa, rồi thêm cái thân thiết nữa là cái gì? Tiền dạy gì? Như vậy đó là bốn cái, đời ngài có bốn cái đó thôi, phải không? Tùy duyên tùy chất thật, gặp núi mặt tình leo, thích leo núi lắm. Thấy nhau chưa kỳ miễn, chẳng phải năng lãnh nam, không phải là năng lãnh nam là ai? Tôi không phải là lục tổ đâu. Bài thơ này, khả dĩ thấy được phẩm cách của sư, sư tuổi đã già, đã dời am vào chốn rừng sâu, bạch người lui tới hơn 20 năm. Mỗi khi thấy ngày kỵ của thiền sư Huệ Nam, sư làm bài kệ. Tích nhân khứ thời thị kim nhật, kim nhật y nghiêm nhân bất lai, kim ký bất lai tích bất vãng, bạch vân lưu thủy phong bồi hồi, thùy vân bình xích bình, trực trung hoàng hữu khúc, thùy vân vật lý đề, chủng ma hoàng đắc túc, khả lăng trì trục thiên hạ nhân, lục lục nguyên lai tam thập lục. Rất là đơn giản. Dịch: người xưa ra đi ngày này thực, ngày nay như cũ người chẳng về, nay đã chẳng về xưa chẳng đến, mây trắng nước trôi gió quẩn quanh, nay bảo tranh thước bằng, trong ngay lại có không, nay bảo vật lý đầm, gieo ngay lại gặt lại được lúa, đáng thương lạnh đận thải mọi người, sáo sáo xưa nay là bông sáo. Như vậy thì quý vị thấy cái bài thơ này hay không, bài tụng này hay không? Thì hai cái câu đầu á là để nhắc lại ngày Huệ Nam, phải không? Ngày xưa ra đi là ngày này đó, ngày kỵ đó là ngày thầy mình đi, ngày nay như cũ đi rồi không có trở lại, không có về, phải không? Hai câu này rất dễ hiểu. Thì khi mà đi mà không về rồi thì thấy cái gì? Mây trắng nước trôi gió quẩn quanh, nay đã chẳng về xưa chẳng đến. Thì như vậy thì cái chỗ không về không đến, không đến không đi đó thì cái gì? Chỉ thấy là mây trắng, thấy nước trôi nó quanh quẩn đó chứ không có gì khác nữa. Thì đó là cái hiện tại. Nhưng mà hai cái câu sau là rất là khó hiểu. Ai bảo căn thức bằng, trong ngay lại có công. Ai bảo Phật lý đồng, gieo gai lại được lúa. Hai câu đó hiểu không? Ở thế gian mà nói cái mực nước công bằng thì phải lấy cái gì? Lấy căn, lấy thước, phải không? Bốn chắc, cái đó nó là đúng bao nhiêu thì phải đo, lấy thước mà đo, nó là phải thước. Bốn miếng nặng bao nhiêu thì phải lấy cân, phải không?
Như vậy căn và thước là cái đặt ra cái giá trị công bằng cho con người. Nhưng mà không ai lại có công. Nó là những cái vật công bằng đó, nhưng mà không ai lại có công. Nghĩa là sao? Bởi vì thế nhân ở đời, người ta cứ nghĩ và cứ tước và đòi hỏi. Đòi hỏi cái gì? Mọi người phải công bằng, phải không? Đó là mọi người phải công bằng. Mà nhất là ở trong một nhà hay trong một chúng thì luôn luôn đòi, ở trong nhà thì đòi cha mẹ phải công bằng, phải không? Ở trong chúng thì đòi thầy phải công bằng. Nhưng mà có công bằng được không? Công bằng được không? Nếu năm đứa con mà ba đứa thì dễ dạy, còn hai đứa thì ngỗ nghịch, thì cha mẹ thương sao? Những đứa mà hiếu thảo dễ dạy thì thương nhiều, hay là đứa ngỗ nghịch thương nhiều? Như vậy thì cha mẹ đối với con cái lẽ là công bằng đó, là máu thịt của mình, phải không? Sinh ra thì có khác đâu, thì lẽ ra phải công bằng. Công bằng là đương nhiên là vậy. Nhưng mà có công bằng được không? Cũng là không, cha mẹ cũng có một công bằng. Rồi ở trong chùa, thầy tổ công bằng cho trò đệ tử được không? Nếu có đứa đệ tử nào mình dạy đâu, nó nghe, nó nhớ, rồi mình phân công bảo làm những gì làm chu toàn, dễ dạy, làm xong mọi công tác, không có sơ thất, không có hư hao hụt. Còn có đứa thì dạy thì nó cự, làm thì thất bại, làm sao thất bại đó. Thì như vậy rồi thầy sẽ thương sao? Sẽ công bằng đấy. Thương công bằng được không? Thì như vậy thì nếu chúng ta đòi công bằng trong mọi trường hợp thì sẽ bất mãn, luôn luôn là bất mãn, phải không? Mình thấy ở đâu cũng không có công bằng hết. Từ trên đời tới trời tới dưới đất cũng không có công bằng nữa. Ở trên trời cũng không có công bằng nữa. Biết sao không? Bởi vì người sanh lên cõi trời, như nói đó, sanh lên cõi trời rồi tùy phước. Có người sanh ra ở đó là tới bữa ăn cái được bát vàng, được cơm ngon hơn. Có người sanh ra là được ăn tới bữa ăn ăn bát đại, rồi cơm dở hơn. Nên trên trời cũng không công bằng, nên thế làm sao công bằng cho được, phải không? Như vậy là tại sao? Là tại tùy cái chỗ ăn ở xử sự của mình. Mình ăn ở xử sự như vậy mà đòi người ta công bằng với mình, với người kia là sao được, phải không? Cho nên phải hiểu, ở đời luôn luôn chúng ta là bất mãn, có cái tật bất mãn. Khi ở đâu cũng thấy bất công hết à, phải không? Rồi chỗ này bất công, tới chỗ khác cũng bất công. Ở nhà thấy cha mẹ bất công, vô chùa cũng thấy thầy bất công, ra ngoài xã hội cũng thấy bất công, thì cái người đó sẽ sống sao? Nhưng mà bất công nó tại ai à? Đó là cái điều mà cho nên ở đây nói cái câu nó chí lý, căn thước nó là bằng, nhưng mà trong cái ngay nó có cái công đó. Chứ nó không phải bằng là bằng như người ta tưởng. Đó là một cái điều để, là một cái bài học sống để cho chúng ta biết. Nhiều khi chúng ta cứ tưởng thôi, đòi hỏi cái bên ngoài mà không thấy được mình. Ví dụ như cái người đó ở trong gia đình, cha mẹ, ví dụ là anh cả hiếu thảo giỏi giáo, cha mẹ thương, đứa em thứ ba đó lại ngang nghịch lười biếng, rồi cha mẹ thích thương hơn, thấy nó phân bì, tại sao ba má bất công thương anh hai hơn tôi? Thế là bây giờ mà nó không nghĩ rằng nó không làm giống anh hai nữa. Nếu nó làm giống như anh hai nó, chắc là cha mẹ thương như thế nào, phải không? Mà ngược lại nó làm khác đi thì phải có cái thương khác. Cái ít nhiều nó từ đó mà ra. Thì cũng vậy, ở trong đạo, nếu người nào có khả năng gánh vác làm được mọi việc mà của người lớn sao cho, thì tự nhiên phải thanh hơn.
Còn người nào giao đâu như đó, bao nhiêu làm thất bại thì phải sơ hên. Chuyện đó là tại ai? Người ta không tự thấy mình, cứ thấy người lớn luôn à, mà không biết mình có những cái để như vậy. Cho nên tôi nói là tới trên trời không công bằng ai, muốn là dưới đất. Hiểu vậy thì mình mới thấy cái ý nghĩa đó. Như vậy nè, ai bảo vật lý đồng, vật lý lẽ là đồng, nhưng mà tại sao giao gai lại được lúa, giao cái này mà được cái kia. Cũng như có nhiều người nói mình làm lành thì gặp lành, làm dữ thì gặp dữ, mà hiện tại sao có người làm dữ không gặp dữ chứ trời. Có người làm lành mà sao cũng gặp tai nạn liên miên, đành thì phải để chứ, tại sao vậy? Thì đó mới biết là còn có cộng thêm cái gì trong đó nữa, chứ không phải là cái gì đó. Ở đây nè mới nói, đáng thương lạnh đặng thải mọi người đó, mọi người lạnh đặng thì cái cốt đó, bài chỗ này đồng, chỗ kia không bằng, mà chính mình không có chịu làm đúng như vậy. Thì sự thật là sao? Sáu sáu xưa nay là bông sáu như vậy, nghĩa là sự thật của cuộc đời là như vậy, đừng đòi hỏi gì khác là khổ đau. Đó là cái ý nghĩa thật rõ ràng. Như hiểu nguyên phường hôm thứ ba, thì giữa đêm ngày 16 tháng 11, sư viên tịch thọ 76 tuổi, 55 tuổi hạ, vua Ba Hiệu là Bảo Giác Tịnh Sư. Đây là thiền sư Cách Văn, hiểu là Chân Tịnh, ở Phần Đàm, cũng là đệ tử của ngài Vệ Nam Hoàng Lâm. Sư Hòa Trịnh quê ở Văn Hương Thiểm Phủ. Hòa Trịnh ở Thế Tục phần lớn làm công khăn. Sư sinh ra có những điều quái lạ, mồ côi mẹ sớm, thờ dưỡng mẫu rất chí hiếu mà không được thương. Dưỡng mẫu hà khắc sư một cách đau khổ. Ông cha thương xót, bảo đi du học bốn phương, nghĩa là ngài rất là hiếu thảo, mà còn mẹ ghẻ rất là hà khắc, thành ra ông cha nóng ruột, nó thôi đi du học đi, cái đừng ở nhà. Đi đến Bắc Tháp ở Phục Châu, nghe Kỳ Túc Quảng Công thuyết pháp cảm động đến rơi lệ. Sư ở lại đây thờ Quảng Công làm thầy. Quảng Công cho tư hiệu là Khắc Văn. Đến năm 25 tuổi khi sẽ học được xuất gia phải với cụ Túc, như vậy thì làm cư sĩ ở đó, cho tới 25 tuổi mới thi đậu mới được làm tỳ kheo. Sư học kinh luận đều được thấu đáo, sư đi học các lớp giáo lý ở Kinh Lạc tức là Kinh Đô Lạc Dương á. Giờ đi kinh hành tại Hành Lai, điện Long Môn, thấy đắp tượng một vị tỳ kheo có mắt như ở trong định. Bỗng nhiên sư tử mất, bảo người bạn rằng, chỗ ta chất chứa như Ngô Đạo Tử vẽ người vậy, tuy thật là khéo mà chẳng phải sống. Khi ấy, sư bỏ đi, nói ta sẽ sang phương Nam học đạo. Thì câu nói này quý vị dễ hiểu không? Nói rằng chỗ ta chất chứa như đạo ngô vẽ, đạo tử vẽ người vật, tuy thật là khéo mà chẳng phải sống. Bởi vì ngài hiểu được kinh, thấu suốt được giáo lý, thì ngài cũng cho đó là một cái hay, cái tốt rồi. Nhưng mà ngài thấy một cái tượng như tỳ kheo ngồi giống như ngồi thiền, có mắt giống như ngồi thiền, rất là đẹp, liền ngộ rằng dù cho cái hình tướng tô đất hay là vẽ vời đó nó có đẹp mấy đi nữa, giống người thật mấy đi nữa, nó cũng là cái người vẽ, cái người đắp thôi, phải không? Nó không phải là cái người sống thật. Thì cũng như vậy, bao nhiêu cái học hiểu của ngài, hiểu được kinh điển, hiểu được giáo lý, nó cũng là cái hình vẽ thôi. Cho nên ngang đó ngài tự mất. Ngài mới nói rằng cái chỗ chất chứa của ngài giống như là Ngô Đạo Tử, tức là một ông thợ vẽ tài tình của đời trước.
giàu giả thật là khéo giống như người sống mà không phải là người sống. Như vậy cho nên ngài mới đi học đạo. Cho nên cái chấp hiểu của mình là một cái bệnh, vì cái hiểu nó chưa đến, nó chưa có đến cái thật. Cho nên chúng ta phải thấu được cái thật. Mà người bây giờ đa số thì hay hỏi nhau, hỏi trên danh từ, hỏi thế nào là chân tâm, phải không? Đừng cắt nghĩa trên là chân thật, tâm là cái tâm hiểu biết của mình, cái tâm hiểu biết chân thật đó là chân tâm. Thì cái đó là chỉ trên ngôn ngữ thôi. Cắt nghĩa 100 năm, người hỏi và người nói cũng không ai hiểu gì, không ai thấy được chân tâm, phải không? Thì chân tâm là một cái linh động của mỗi người đang sống, làm sao mình nhận được cái đó là thấy. Ta không nhận được cái đó thì cách nghĩa không trăm thứ nghĩa cũng không thấy gì hết. Nhiên liệu trị bình năm thứ hai, sư An Cư tại Đại Quy ban đầu theo vị tăng tụng lời Vân Ngôn. Tăng hỏi: Phật pháp như trăng trong nước phải chăng? Vân Ngôn đáp: Sống tăng không đường thoát. Sư quát nhiên có tỉnh. Như vậy thì cái câu đáp đó nó không phải là cái lời thật, chỉ cái ý nghĩa của câu hỏi. Nói là Phật pháp như trăng trong nước phải chăng, thì lẽ ra mình nói phải hay không phải, nhưng ngài Vân Ngôn ngài chỉ nói sống sanh không đường thoát, nên đó cái ngàn ngộ. Khi ấy thiền sư Huệ Nam đang ở núi Hoàng Bá, tôi tìm đến đó gặp chân giác Duy Thắng làm thủ tọa. Một hôm Huệ Nam nhắc lời cổ đức: Niệm sáng trên lầu chuông, trầm rau dưới chân giường, bảo chúng hạ nữ. Thì ngài Duy Thắng này hạ nữ nói: Cọp mạnh ngồi ngay lộ. Cái câu đó, cọp mạnh ngồi ngay lộ là đáp lại cái câu trên. Huệ Nam vui vẻ bèn thối viện để Duy Thắng trụ. Thiền sư Huệ Nam về am Tích Thúy an trụ. Sư đến am ba phen mà lời nói chẳng hộ, tự nói lão này chỉ là tăng tu hành không hiểu lời nói của ta. Nghĩa là ba phen trình bày mà ngày Huệ Nam ngày không có nhận, thì ổng tự đắc là mình hiểu kinh hiểu luật nhiều rồi, mà giờ mình nói ổng hiểu chắc ổng với tu thôi chứ ổng hiểu gì lời nói của mình, hơn bị chỗ khác. Sư ta đi đến Thúy Nham với kiến thiền sư Phuận. Phận phi kiến rất cao mà thích nói thắng quyền, nên các nơi gọi là Phận bà già. Tôi bây giờ chắc họ cũng nói từ bà già quá. Nói thắng quyền mình nói sao? Tức là giải thích kinh điển là cho là thắng quyền, phải nói cái thắng, nói không có cho nghĩ gì, thì đó mới gọi là cao. Và nói mà để cho nghĩ suy, cho tìm hiểu thì nó gọi là sáng điềm. Tại sao nó thuận bà già? Tức là thiền sư Thuận là từ bi như bà già vậy đó. Nghĩa là muốn giải, muốn chỉ hết cho người ta. Thuận hỏi sư: Vừa rời chỗ nào? Sư đưa Hoàng Bá. Thuận hỏi: Am chủ được an vui chăng? Sư thưa an vui. Thuận nói: Ông người xứ nào? Sư thưa Quan Tây. Thuận bảo: Sao lời nói chẳng giống người Quan Tây? Sư thưa đi du học hồi nhỏ. Thuận nói: Làm tăng tại đâu? Sư thưa xuất gia với hòa thượng Quảng tại Bắc Pháp. Hòa thượng Quảng cùng hòa thượng Tú đồng tham xong truyền Úc. Thuận cười nói: Thiền sư Quảng cùng nộp tổ ấn tham vấn hai vị đại lão này mà không hiểu ngữ thoại kia, đến tôi hiện nay tham được chút ít phiền, cần thấy hai vị mà đã thiêm quá. Thuận lại hỏi: Tăng trụ trì Hoàng Lâm thế nào? Sư cư khỏe mạnh. Thuận nói: Y chỉ hạ được một chữ ngữ hay, y chỉ hạ được một chữ ngữ hay, liền trụ Hoàng Lâm. Về thiền còn chưa mộng thấy, chỉ thấy chuyện ngữ hay thôi, chứ chưa phải thấy thiền. Suy nhân đây đại ngộ ông chỉ lâm tế, liền thấy chỗ dùng của Huệ Nam. Khi bèn làm mấy bài tụng gửi về, Huệ Nam đọc qua, xếp tán thưởng. Tôi trở về tham lễ,
Để nó hỏi, từ chỗ nào lại? Xin thưa, Thúy Nham. Quế Nam bảo, vừa gặp Lão Tăng không ở nhà. Thúy hỏi, chưa biết đi đâu. Quế Nam nói, phổ thỉnh là thiên thai, vân du tại Nam Nhạc. Thưa thưa, nếu vậy học nhân cũng được đi tự tại. Quế Nam hỏi, dài mang dưới chân được ở đâu? Thưa thưa, lô sơn 700 tiền mua được. Quế Nam bảo, đâu tình tự tại. Thưa chỉ thưa, đâu tình chẳng tự tại. Quế Nam kinh ngạc, ở đây thời gian lâu sư từ giả đến dưới hội Thúy Nam quận, thì cái đoạn thầy trò đối đáp quý vị thấy như là nói dốc vậy, nghĩa là đã gặp. Đi về lễ, Quế Nam hỏi, hỏi từ chỗ nào lại? Sư kêu là từ Thúy Nam. Rồi Quế Nam đúng miệng mình nói, vừa gặp Lão Tăng không ở nhà. Đứng trả lời thầm nói Lão Tăng không ở nhà, có phải nó gạt không? Thì như vậy thì ngài mới hỏi, chưa biết đi đâu, không ở nhà đi, chứ đi đâu? Thì Quế Nam đó, phổ thỉnh ở thiên thai, còn vân du thì Nam Nhạc. Phổ thỉnh tức là mời trai ở trên thiên thai, và thiên thai tức là miền Bắc Trung Quốc, mà Nam Nhạc là miền Nam. Tôi được thỉnh trai ở Bắc Trung Quốc, mà tôi đưa đi ở Nam Nhạc, ở miền Nam Trung Hoa. Nói vậy cho mình dễ hiểu không? Như vậy thì cái lối người xưa mà đối đáp nghe thật là trời mây, phải không? Nó không có cái gì gọi là hiện thực mà cho mình hiểu hết. Nếu là đối diện mà nói rằng không có ở nhà, phải ở đâu thì nói rằng được phổ thỉnh ở thiên thai và vẫn như với Nam Nhạc. Rồi thưa thưa, nếu để học nha cũng được tự tại. Nếu để thì mời đằng kia một ngày đi đây là ngày tự do tự tại quá rồi, thì con cũng tự tại như ngài. Vậy nó hỏi, dài mang dưới chân được ở đâu? Nếu ông nói tự tại thì dài ông mang dưới chân nó là được ở đâu? Thưa thưa, ở Lô Sơn 700 tiền mua được ở Lô Sơn tức 700 đồng đó. Nếu mà nhiều như vậy thì tức là hết tự tại rồi. Cho nên Huệ Nam bảo, đâu từng tự tại, nếu ông mua mắt như vậy là không tự tại. Thì ngài đáp, người chỉ xưa, đâu từng chẳng tự tại, dù mua bao nhiêu thông tin là tự tại. Cho nên ngài xác nhận cái câu đó thì Huệ Nam mới kinh ngạc, nó thấy rõ ràng là cái người thấy thiệt. Tìm sư Huệ Nam trụ Hoàng Long, sư cùng đến đó. Quế Nam bảo, vừa rồi thị giả cuốn rèm hỏi y, khi cuốn rèm lên thì thế nào? Y đáp, xem thấy thiên hạ. Hỏi, khi buông rèm xuống thì thế nào? Y đáp, nước rỉ chẳng thông. Hỏi, khi chẳng cuốn chẳng buông thì thế nào? Y đáp không được. Người thử đáp hai xem. Khi xưa, hòa thượng thấy thị giả xuống nhà Niết Bàn mới được. Quế Nam gằn giọng nói, người quan tay quả không đầu não. Nhìn bèn nhìn tăng bên cạnh, cái chỉ vị tăng ấy nói, chỉ vị tăng này cũng chưa mộng thấy. Quế Nam cười to, như vậy là sao? Ngài nói gì hơi lỗ mãng vậy? Ngài Quế Nam bảo rằng biết thì giả kéo rèm lên, rồi hỏi y cuốn rèm lên thấy thế nào. Y đáp là xem thấy thiên hạ. Được. Rồi hỏi là khi buông rèm xuống thì thấy thế nào? Y đáp, nước rỉ chẳng thông. Rồi, thì như ba, vậy ba trường hợp. Rồi tôi hỏi, khi không thì chẳng cuốn chẳng buông thì thế nào? Rồi ông thì giả ông bí trong đáp không được. Thì bảo ngài đáp tôi coi, thì nói hòa thượng thế thì giả xuống nhà Niết Bàn mới được. Ai sao vậy? Nhà Niết Bàn là gì quý vị biết không? Là nhà bệnh, nhà dưỡng bệnh. Nhà dưỡng bệnh kêu nhà Niết Bàn. Nếu bà thượng nên phải thế thì giả xuống nhà bệnh, nhà dưỡng bệnh mới được. Như vậy thì tại sao? Tại sao? Bởi vì ngài còn biểu kéo lên, ngài biểu hạ xuống, biểu không kéo không buông ba bốn chỗ. Như vậy thì ngài là bệnh rồi. Ngài đã xuống nằm nhà nước bàn đi. Để nói cái câu đó cho nên ngày Quế Nam dần dẫn hết, người quan tay quá không đầu não, tức là không có biết phải lấy gì hết. Và nhìn
Ngài nhìn vị tăng bên cạnh, thì Ngài phải chỉ về tăng, vị tăng bên cạnh nói rằng chỉ vị tăng này chúng chưa mỏng thấy nữa. Thì Ngài cười như vậy, tức là cái đối đáp nó thấu suốt, bởi vì cái chân thật đó ai không có, mà nếu mà mình đi tìm, đi bảo nói ra thì đó là chỉ là cái chuyện nói suông thôi. Sau khi điều tiêu vệ nam quy định, tiêu dạo hoành nhạc trở lại thủ chúng ở lưỡng sơn, đến hiệu Hy Ninh thuyết năm, cho đến Cao An thái thú tiền công giặc tiền hầu ra mắt sư, sư lại đến gặp tiền công trong bình phong của con chó chạy bùa ra cửa, sư đứng thắng một bên. Tiền công diễu nói, tiền giả vẫn hay giáo hóa rắn cọ mà lại sợ chó sao? Ông nói câu này nếu mình ta cũng khó giữ à, ngặt nghèo. Rồi sư đáp, cọ chăn núi dễ dẹp, chồng giữ nhà khó trừ. Bây giờ mình nói khác là cọ chăn núi dễ dẹp, chó giữ nhà khó trừ, phải không? Thì tiền công khen rằng thực dân chẳng dối. Câu đáp đó nó hay ở chỗ nào? Cọ ở trong núi thì nó thơm thang, nó không có chết. Còn rồng hay chó giữ nhà nó bám, nó giữ cho nên cái nó khó lắm. Cái mà chấp chặt nó khó bỏ lắm. Thành ra nói cái câu đó thì nó không quá hay. Thành ra những câu này là những giai thoại đặc biệt của nhà thiền. Thiền công mời sư trụ Động Sơn. Sao trụ thánh thọ tại Động Sơn, sư thượng đường dạy chúng. Dưới cửa Động Sơn có khi hòa bùng hợp nước, có khi phách đứng ngàn nhãn. Cả phải các ông nghĩ rằng chỗ hòa bùng hợp nước thấy Động Sơn, Động Sơn chẳng ở chỗ hòa bùng hợp nước. Nghĩ rằng chỗ phách đứng ngàn nhãn thấy Động Sơn, Động Sơn chẳng ở chỗ phách đứng ngàn nhãn. Nghĩ rằng tất cả chỗ thấy Động Sơn, Động Sơn chẳng ở tất cả chỗ. Ông chẳng cần thấy dây mũi của Động Sơn, ở trong tai Động Sơn toàn mũi mê, nắm dây mũi kéo một cái chỉ thấy con mắt định động, lại chẳng biết nhau, lại chẳng cần biết Động Sơn, hãy biết chính mình là được. Thành nó nói một dọc trên nhà thòn, mà chủ yếu là sao? Động Sơn nó khi hòa bùng hợp nước, nó khi như vách đứng ngàn nhẫn, rồi cũng thấy Động Sơn ở đâu, cũng không phải ở chỗ hòa bùng hợp nước, cũng không phải chỗ vách đứng ngàn nhẫn, tất cả chỗ đều không có ở. Còn cái câu này, Ngài Động Sơn nói nghe, mình thấy như là tầm thường mà quá hay. Động Sơn, ông chẳng cần thấy dây mũi của Động Sơn. dây mũi tức là dây mũi của cái gì? Của con trâu đó. Ở trong tay Động Sơn, cái dây mũi đó là ở trong tay Động Sơn chúng đâu hết á. Toàn mũi mê, lúc mà nó tóc mũi mê, nắm dây mũi kéo một cái. Thì chỉ thấy con mắt định động, chẳng biết theo. Thì như vậy để nói rằng Động Sơn tuy nhiên nghĩa là có những cái phương tiện để mà đánh thức mình, khi nào mình mê thì tự mình giật dây cái gì nó tỉnh lại cho cái gì hết. Nhưng mà giờ tóm lại thì tất cả ông không cần biết tôi, mà các ông phải biết các ông. Thế đó là cái tối quan trọng. Sư trụ trụ trì 12 năm chán sự ồn áo, xin nghỉ việc đi dạo Tam Mô. Khi tôi đến Kim Lăng, Vương Kinh Công mới về hưu ở tại Định Lâm. Mình nghe sư đến sang nhìn đó, ông rất vui mừng đàm đạo trọn ngày. Câu hỏi, các kinh ở đầu đều có nêu thời xứ Liên Kinh Liên Giác, không thấy là sao? Thì sư đáp, giáo lý đốn ngộ diễn bài là chỉ thẳng cho chúng sanh chỗ nghịch dụng hiện tiền, chẳng thuộc xưa nay. Hiện nay lão tăng cùng tướng công đều nhập đại quan minh tạng, du ý tam muội lẫn làm chủ khách, không ca dự thời xứ. Kinh công rất vui,
cùng em lập một ngôi chùa thỉnh sư làm tổ khai sơn thứ nhất. À, như vậy thì ông Kim Công này, ông muốn hỏi ngài về kinh Viên Giác. Nghi, bởi vì thường thường các kinh thì ở đầu kinh thì có những câu sao? À, như thị ngã văn nhất thời Phật tại gì đó. Mà kinh Viên Giác là không có cái đó. Bởi vậy kinh Nghi không biết phải là Phật nói hay không. Thì ngài phải trả lời rằng, sở dĩ kinh Viên Giác mà không có chỉ thời xứ đó, là vì giáo lý đấu ngộ chỉ thẳng cho chúng sanh cái chỗ nhận dụng hiện tiền này thôi. Và chỗ nhận dụng hiện tiền này thì hiện giờ tôi và ông đưa nó chỉ đây đâu không phải ở trong cái đại văn minh tạng, đưa ở trong chú ý trong mũi làm chủ làm khách với nhau. Nói vậy cho nên ông thích. Sư Đăng Tòa nói đại chúng, một hội ngày nay cần biết chăng là tịnh duyên thời tiết thành Phật của đại chúng. Hội hôm nay là do thừa tướng Kinh Quốc Công cùng phán thủ tả thừa cúng nhà hiến vườn rừng bằng chùa thỉnh sơn tăng tiễn dương tổ ý. Quý vị lại hiểu chăng? Chỉ thẳng cho đại chúng tích tâm kiến tánh thành Phật, đại chúng tin được chăng? Nếu tự tin được liền biết tánh mình xưa nay thành Phật, dù có chưa tin cũng sẽ thành Phật. Dù tin thì cũng thành Phật, mà chưa tin cũng thành Phật. Sao vậy? Tin mới thành Phật, chưa tin làm sao thành Phật? Ví dụ tin không tin thì ông Phật ông cũng không rời mình, phải không? Phật không rời mình tin là tin, không tin thì cũng có Phật ở đó, cho nên cũng thành Phật. Nếu tự tin được liền biết tánh mình xưa nay thành Phật, dù có chưa tin cũng sẽ thành Phật. Chỉ vì mê đã lâu, chợt mới nghe nói, thật khó mà tin được. Tất cả thiện cái thứ trong thiên hạ xưa nay, tất cả thiền đạo, tất cả nữ ngôn đều là từ trong Phật tánh của thiện tri thức lưu xuất dựng lập. Song lưu xuất đó là ngọn, Phật tánh là gốc. Gần đây Phật pháp đáng thương, phần nhiều bỏ gốc theo ngọn, bội chánh hợp tà, chỉ nhận ngôn cứu của cổ nhân mà làm thiền làm đạo, có gì giao thiệp. Như vậy thì nghĩa là bao nhiêu kinh điển là từ Phật tánh lưu xuất. Như vậy thì đó là cái ngọn, mà Phật tánh là cái gốc. Thì lẽ ra mình tu là phải tìm tận cái gốc đó. Nhưng mà khổ nổi, người ta cứ chạy theo cái ngọn, ôm lấy những câu kinh hay, những cái lời luận giỏi, mà không có chịu thấy được cái Phật tánh của chính mình. Như vậy đó là bỏ gốc theo ngọn, bội chánh hợp tà đó. Dù cho Tổ Đạt Ma Tây Sang cũng không thiền có thể nói, chỉ cốt đại chúng tự chứng tự ngộ, tự thành Phật, tự dựng lập tất cả thiền đạo. Như vậy thì Tổ Đạt Ma Tăng cũng không phải cho mình cái gì, phải không? Chẳng qua là chỉ cái mình đã có, rồi mình tự nhận, tự ngộ, rồi tự thành Phật. Thế Ngài đâu có cho mình thành Phật, Ngài cũng đâu có cho mình ngộ. Cũng là thành thông biến hóa, chúng sanh vốn tự đầy đủ, chẳng nhờ tìm bên ngoài. Đó. Mọi thứ thành thông biến hóa tự sẵn ở mình. Nếu mình ngộ được cái gốc, thì cái thần thông biến hóa là cái ngọn, nó sẽ có liền. Mình bây giờ ham thần thông mà không chịu ngộ Phật tánh. Hiện nay còn nhiều người tìm cầu bên ngoài, bởi cội gốc tự không có chỗ ngộ. Một về làm khách, đếm chân bảo cho người chọn là hư vọng, chẳng khỏi trôi lăn trong sanh tử. Đó. Thì hiện nay còn nhiều người ta cứ tìm bên ngoài không à. Nghe ở đâu có Phật hiện thì chạy tới đó, nghe ở đâu có cái gì lạ, biết coi đời trước mình là cái gì, biết biến hóa vị lai, biết hiểu vị lai, rồi biết biến hóa cái mình cho nó là tuyệt vời rồi, rủ nhau chạy tới cầu mà không chịu ngộ. Như vậy tức là mình bỏ cái gốc mà theo cái ngọn. Như vậy chẳng khác nào như cái người làm ở trong ngân hàng, từ sáng đến tiền tới chiều về mà sao
mà cái túi trống không, phải không? Đếm tiền cả ngày mà cái túi trống không thì mình cứ để cho mình cứ chạy đầu này mình cầu, chạy đầu kia mình kiếm, mà không chịu ngộ, không chịu tu thì giống như cái người đếm tiền cho ngân hàng vậy thôi. Đại chúng ngày nay hai tướng công kiến lập đại đạo tràng này, làm đại Phật sự đưa chúng sanh ra khỏi khổ trôi lăn sinh tử, bài hiển diệu tâm tịch diệt rộng lớn tương lai, khai phát thần thông đại văn minh tạng xưa nay, chỉ vì mê nên ở trong hàng phòng khu, ngộ thì chính nay là hiền thắng. À, tất cả chúng ta đều sẵn có cái thể chân thật, cái thể giác ngộ, mà mình mê nên làm phàm phu, nếu mình ngộ thì là hiền thắng rồi. Đại chúng nói nhiều ác cách đạo càng xa, làm trò cười cho hàng đạo nhân mắt sáng. Trong chúng có người mắt sáng chăng? Thời nay Phật pháp lẫn lộn, cốt phân tà chánh, khiến mọi người chẳng rơi vào tà kiến, làm có mắt chánh cho trời người, phân biệt tà chánh. Tà tức là chỉ trả ra bên ngoài, chánh là biết trở về mình đó. Có chăng, sư im lặng với lâu, nói, tôi chọn đánh giám kinh các người đều sẽ thành Phật, sư xuống tòa, một câu gọn gàng, câu nó rút ở đâu? Thích thuộc dễ quá anh. Kinh công rất vui, ông kể đạo hẳn tức tư sau về triều, mua ra chiếu ban hiệu cho sư là chân tịnh thiền sư. Không bao lâu sư chán sự ồn náo, trở về Cao An, cách An dưới núi Cửu Phong, để tên là Đầu Lão. Đầu Lão là sao quý vị biết không? Chữ đầu nghĩa là gieo, lão là già, tức là gieo cái thân già này gửi ở đây đó, đó là Đầu Lão. Học giả bốn phương kéo đến, được 6 năm, sư lại trụ trì Huy Tông. 2 năm sau, Trương Thiên Giác và sư Lô Sơn cốt thỉnh sư trụ trì Thần Đàm. Không bao lâu sư lui về ở Vân Nam. Sư hiệu Sùng Minh năm đầu, ngày mùng 1 tháng 10, sư mắc bệnh. Đến ngày rằm, bệnh sư nhẹ, hôm nay sư đang mọi dụng cụ cần thiết của sư phân phối cho đệ tử hết. Giữa đêm 16, sư tắm gọi rồi ngồi thiết già, chứng thỉnh thuyết pháp, sư cười nói, năm nay 78, bốn đại sắp rã rời đã, gió lửa đã ly tán, sắp đi còn gì nói, khỏe quá. Nói xong sư yên tịch, họ 78 tuổi, nghĩa là tu được vậy thì phải có lo gì. Thế rồi thì từ giả một cách gọn gàng. Cho nên cái tu quan trọng là phải thật trở về mình, sống được với cái chân thật của mình mới tự do tự tại. Còn nếu mà cứ chạy ra ngoài lấy cái hiểu biết, lấy cái thông thuộc làm sự nghiệp thì không thế nào tự tại được. Thiền sư Hồng Anh ở Cầm Đà. Sư họ Trần, quê ở Thiệu Võ. Lúc bé thông minh mẫn tiệt, đọc sách chống thuộc, cha mẹ mến thương cho học làm thơ sanh, chuẩn bị thi tiến sĩ. Sư sinh xuất gia, thệ bỏ ăn, buộc lòng cha mẹ phải cho. Đây nói quá đơn giản, chứ sự thể nó không phải như vậy thôi. Bây giờ nếu chúng ta tưởng tượng lại, hồi xưa mà con học sắp thi tiến sĩ, thì cha mẹ có mừng có vui không? Thời phong kiến mà con sắp đi thi tiến sĩ là cái danh dự lớn cho cha mẹ, cho gia đình. Mà cứ đặng thi rồi không chịu thi rồi đi tu, thì cái chuyện đó có ai vui lòng cho không? Bởi vậy cho nên cha mẹ không cho. Bởi cha mẹ không cho nên Ngài mới quyết định nhịn ăn. Bây giờ có người nào được đã đó chưa?
cha mẹ không cho thì Ngài nhịn ăn, nghĩa là nhịn đói. Bởi vì thấy Ngài đói đã chết cho nên cha mẹ buộc lòng phải cho. Buộc lòng phải cho. Thì như vậy thấy cái ý chí xuất gia của Ngài thật là mãnh liệt. Nghĩa là cái danh vọng nó gần kề mà không có mến, không có ưa. Rồi đồng thời dám liều chết mà đòi đi tu, chứ không có phải trong hoàn cảnh dễ. Như vậy đó, để thấy cái con người của Ngài nó đã siêu xuất hơn mình kha khá rồi đó, phải không? Đó, rồi giờ bắt đầu vào đạo. Được làm đại tăng, tôi đi hỏi đạo đến Tàu Sơn, y chỉ với Kỳ Lão Nhã Công. Thời gian khá lâu, tôi từ giả lên Vân Cư, xem thấy ở đây núi tre tuyệt đẹp, tôi định chọn làm chỗ ở trọn đời. Đọc Hoa Nghiêm Thập Minh Luận, đến cái câu là chân trí tuệ không thể tánh, vì không hay tự biết không tánh là tánh của không tánh, vì không hay tự biết không tánh gọi là vô minh. Câu đó dễ hiểu không? Nói rằng cái chân trí tuệ nó là không tánh. Mình học Bát Nhã thì hiểu hết rồi, phải không? Cái trí tuệ chân thật nó không có cái tánh cố định, nó không có cái hình thức sẵn. Vì không hay tự biết không tánh là tánh của không tánh, nghĩa là cái không tánh nó là cái lý thật của tất cả pháp. Các pháp nó không có tự tánh, mà cái không tánh là cái lý thật của nó. Cho nên nói không hay tự biết không tánh là tánh của không tánh, vì không hay tự biết không tánh gọi là vô minh. À, vì mình không biết các pháp nó không có tự tính, mình cứ chấp cái này là thiệt, cái kia là có cái tự thể, cái nọ là cố định, vân vân. Vì vậy cái chấp đó là cái vô minh đó. Thì cũng trong kinh Quan Nghiêm, Quan Nghiêm Đệ Lục Địa nói, vì không rõ đệ nhất nghĩa gọi là vô minh. À, nếu mà cái đệ nhất nghĩa đế mà mình không rõ được thì gọi đó là vô minh, tức là không thấu triệt được cái chỗ cứu kính của các pháp. Nên biết chân trí tuệ, cái này nói liền đoạn luôn đoạn chứ không có mở. Nên biết chân trí tuệ vốn không tánh, nên không hay tự liễu. Nếu gặp liễu duyên mà liễu thì vô minh diệt, đây là yếu môn thành Phật. À, tới đó mới hết đó. Thì cái đoạn này dễ hiểu không? Nói cái gì có bộ cũng khó, phải không? Đây mới nói rằng nên biết chân trí tuệ vốn không tánh. À, bởi nó không tánh cho nên nó không hay tự liễu. À, bởi vì cái chân trí tuệ nó không có tự tính, bởi không tự tính cho nên nó không có tự liễu ngộ được. À, mà muốn liễu ngộ được thì phải sao? Nếu gặp liễu duyên mà liễu thì vô minh diệt. Liễu duyên sao? Mấy chú biết liễu duyên chưa? Có học rồi mà quên. Liễu duyên, bây giờ tôi lấy cái thí dụ để cho nhớ. Như ban đêm trong nhà đó có bàn, có tủ, có ghế, có nhiều thứ, nhưng mà vì tối không ai thấy. Bởi tối không thấy cho nên đợi có người đốt cây đèn hay là cầm cái đèn vào thì lúc đó liền thấy bàn, tủ, ghế vân vân. Thì cây đèn là cái gì của bàn, tủ, ghế? Là cái gì? Quên bắn vậy hả? Là liễu duyên.
nghĩa là bàn tử ghế có sẵn mà mình không thấy, phải không? Có đèn, có ánh sáng đèn thì mình liền thấy, thì cái ánh sáng đèn là cái liễu duyên để cho mình thấy được bàn tử ghế đó, thì cái đó gọi là liễu duyên. Còn nhân duyên hay là tăng trưởng duyên danh là những cái nó giúp để làm cho cái đó thành tựu. Còn cái này nó đã thành tựu sẵn mà không có hiểu, không biết, không thấy. Đợi có cái duyên làm sáng ra thì chừng đó mình mới thấy. Thì cái duyên làm sáng ra đó gọi là liễu duyên đó. Thì cũng vậy, Phật tánh hay là cái chân trí tuệ của chúng ta ai cũng có, giống như là cái bàn, cái tủ trong nhà sẵn, nhưng mà vì vô minh mới che khuất mình không thấy. Bây giờ có thầy, có bạn, có cái người sáng suốt, những cái thứ gợi cho mình hoặc là phá cái chấp cho mình, cái mình tan vỡ cái chấp, tức là vô minh nó tan vỡ đi, thì liền nhận ra được nó. Giống như là nhờ cái ánh sáng đèn mình liền thấy được bàn, tủ, ghế, vân vân. Thì cái đó gọi là liễu duyên. Liễu duyên tức là làm cho mình sáng ra cái sẵn có, chứ không phải làm cho mình được cái đó. Vì vậy mình nói là nếu gặp liễu duyên mà liễu thì vô minh diệt, gặp liễu duyên mà liễu được, liễu ngộ được thì vô minh diệt. Đây là yếu môn thành Phật. Chư nguyện đem pháp môn này làm hưng thịnh Phật giáo. Xong hiện nay các nơi ai có thể nói lời này? Rồi tự nói: có ông già Tích Phí, ngay ngày này sư đến hoàng bá tiếp kiến thiền sư Huệ Nam, bởi vì thiền sư Huệ Nam lúc đó ở Am Tích Phí, cho nên họ kêu ông già Tích Phí. Ở Trung Hoa người ta hay lấy cái tên am, tên chùa mà nói người. Đêm ấy nói chuyện đến sáng, nghĩa là hai vị gặp nhau thì đàm đạo nó hơi thất thọt, cho nên nói chuyện ngồi ngủ. Huệ Nam chỉ quý mến mà chưa cho nhập hết, thì như vậy người xưa cũng đạo lý bàn dưới thế hả. Khi gặp người tri kỷ thì nói chuyện cũng quên ngủ vậy. Đó là để thấy cái hình ảnh của người xưa. Khi luôn luôn trình ngữ, Huệ Nam chỉ lặng thinh. Trình ngữ gì ngài cũng lặng thinh, ngài chưa có nhận. Một con nhân lấy hòn kinh, sư sẩy tay đánh chơi tiếng vang nhẹ, sư liền đốn ngộ, sư chạy thẳng đến phương kiệu trình bày sở ngộ. Huệ Nam nói: ngươi là anh hùng trong nhà ta, đủ chánh nhãn, phải giáo gìn giữ. Như vậy thì ngang đây ông đủ chánh nhãn rồi, phải giáo gìn giữ. Khi ấy trong hội, nơi đây hàng long tượng lẫn lộn. Long tượng lẫn lộn là sao? Long tượng là chữ cho ai? Thường thường long là rồng, tượng là voi, phải không? Mà ở trong nhà Phật nói hàng long tượng là chỉ cho những cái người mà có cái khả năng, có thể đảm đang việc lớn sau này, thì gọi đó là hàng long tượng. Mà lẫn lộn với ai? Như là rồng mà lẫn như rắn, voi lẫn như sói rồi. Ở đâu cũng có cái lẫn lộn, phàm thánh lẫn lộn mà. Mà suy nghĩ được vượt hẳn, làm nghiêng cả bốn tòa, tiếng tâm vang dội. Cái câu mà ngài Huệ Nam nói rằng ngươi là anh hùng trong nhà ta, đủ chánh nhãn, phải khéo gìn giữ. Thì cái câu này nếu chỗ khác người ta phê bình ngài Huệ Nam thì sẽ phê bình sao mới chú biết không? Ai biết cái câu phê bình sao không? Ái tử bất giác xú, nghĩa là sao?
à, thương con mà không biết thuốc. Nghĩa là sao? Bởi vì mẹ thương con quá, cho nên những phân dơ của con mà mẹ cũng không có hôi, cảm thấy không có hôi hám. Thì tại sao mà phê bình câu đó? Vì lẽ ra trong đạo mà người ngộ rồi á, thì ông thầy ổng có một cái món gì đó, một cái thuật gì đó mà làm cho người học trò biết thôi, chứ không có nói chánh như vậy. Để không? Mà ở đây nhà Việt Nam khen quá, ngươi là anh hùng trong nhà ta. Đủ chánh giảng, đó là những lời khen quá, phải khéo gìn giữ. Thì như vậy đó là bởi vì thương, rồi nói thẳng, không có giấu giếm. Vì vậy mà nếu có phê bình, sẽ phê bình được câu ái tử bất giác suốt. Khi đến sông Lãnh, Thiền Sư Thuận hỏi, lão sư trong am thích hỏi học giả, dẹp hết cổ họng môi lưỡi, nói lấy một câu, thích hỏi câu đó, dẹp hết cổ họng môi lưỡi, nói lấy một câu. Bây giờ ai nói được câu đó đi? Thủ tọa từng nói được chăng? Thủ tọa từng nói được chăng? Như vậy thì ông có từng nói được chăng? Thì ngài liền nói đây, chức cười rồi nói kệ, cha chồng nếm giấm ba tấc lưỡi, cô dâu rửa mặt rờ trúng mũi, đạo mô đáp thoại được dây lưng, quyền xa dở sách là giấy trắng. Như vậy thì cái lối nói mà dẹp hết cổ họng môi lưỡi, nói là nói vậy đó. Khi ấy Thuận khen là kẻ sĩ danh không lúc rồi không uổng. Nói vậy đó là được khen, chứ nói cách nào đó thì bị chê. Như vậy thì cái bốn câu thơ của ngài nói đó, có câu nào mà mình nghe có nghĩa lý đàng hoàng không? Cha chồng nếm giấm ba tấc lưỡi, rồi cô dâu rửa mặt rờ trúng mũi. Đạo ngô đáp thoại được di linh, quyền xa dở sách là dễ cắm. Như vậy câu nói đó là không có động môi lưỡi. Còn mình nói mà để người ta suy nghĩ được, đó là cái nói động môi lưỡi. Cho nên phải hiểu cái người xưa khi người ta đưa ra một câu, nếu dẹp hết cổ họng môi lưỡi, nói lấy một câu mình biết lấy cái gì nói, rồi mình ấm ấm thì chịu, phải không? Còn ở đây người ta nói mà không kẹt. Như vậy mới thấy cái hay, cái thông cảm nhau được. Niên hiệu Hy Ninh năm đầu, sư lãnh chúng tại chùa Liên Thông Lô Sơn, học giả quy tụ như chỗ Thiền sư Huệ Nam. Mùa xuân năm sau, Huệ Nam viên tịch, tháng 10 sư nhận lời thỉnh của bốn chúng khai pháp ở Thạch Môn. Tăng hỏi, gặp trường thì đùa là sao? Cái câu gặp trường thì đùa đó câu có ai nhớ không? Nhớ không? À, của ngài Đặng Ấn Phong đó. Đặng Ấn Phong mà khi mà Đức Đặng đi qua ngài Thạch Đầu thì Mã Tổ nói đường Thạch Đầu trơn đó. Thì ngài nói không sao, có cái gậy gặp trường thì đùa. Gặp trường thì đùa là sao? Đó, đây là câu, lấy câu đó đem ra hỏi. Khi đó lò hồng chả sức con rùa sắt. Như vậy câu đó dễ hiểu không? Nếu câu này mà mình hiểu á, thì nó không đúng với cái nghĩa của ngài muốn nói. Ta hỏi, hiên nhà treo trống sư thân đấng, đầu sào trăm thước việc thế nào? À, bây giờ hỏi cái đầu sào trăm thước là sao? Sư đáp, sư tăng chẳng tin kế sống này. Sư tăng chẳng tin kế sống này. Tăng suy nghĩ, sư bảo,
kẻ chẳng rên rỉ. Tăng lễ bái, à, bây giờ những cái đoạn trên đó thì mình không có tìm hiểu làm gì, mà đoạn này mới thấy có cái ý tứ để mà hiểu. Tăng lễ bái đứng dậy, buông gốc a sa xuống hỏi, khi cởi y lột giáp thì thế nào? Buông cái gốc a sa xuống hỏi, khi cởi y lột giáp thì thế nào? Thì sư đáp, mình được xoáy nướng rồi, cung tên treo trên vách. Nghĩa là sao? Cởi y lột giáp tức là khi mà tất cả sạch trơn trọi đó, sạch trọi trơn đó, lúc đó làm sao? Thì Ngài nói rằng, mình được xoáy nướng rồi, cung tên treo trên vách. Nghĩa là người đi săn để cốt làm gì? Cốt được mồi nào, sói nào, thỏ rồi. Bây giờ đã được về nướng rồi, treo cung tên nhất, thì lúc đó thảnh thơi quá, phải không? Nghĩa là nó đã được mục đích rồi, thì đó là nhà hạ, là thảnh thơi. Tăng lại vắt gốc ca sa lên hỏi, khi chỉnh lại y giáp thì thế nào? Sư đáp, chẳng đến bờ ô gian, biết anh chưa chịu thôi. Câu đó là sao? Chỉnh y giáp lại, tức là có nghĩa rằng đã buông hết rồi, bây giờ muốn vượt lên nữa, tức là một con đường hướng thượng đó, làm thế nào? Thì Ngài đáp, chẳng đến bờ ô gian, biết anh chưa chịu thôi. Tại sao? Chữ ô gian đây là chuyện tàu. Hồi xưa, Hạng Võ, tức là nước Sở, đánh với nước Hán, bị Hàn Tín bao vây. Lúc đó, anh thất thế, một người một ngựa, mới chạy về quê hương của ông ở Cối Khê. Khi mà chạy về tới cái bến Ô Giang, bến đò, rồi tới đó cái Hàn Tín đã mưu với cái ông đò. Thành ra ông đò thấy Sở Hạng Vương chạy tới đó, cái ông chèo ghe tới, cái xin mời Ngài xuống đò để qua sông. Thì ông tự mặc cảm, cái ông không xuống đò, mà đứng tại bờ bến đò, ông cắt đầu, ông trao cho cái anh lái đò để gửi lại cho Hán Vương đã anh được thưởng. Đó là bến Ô Giang. Nếu mà chưa tới bến Ô Giang thì chưa thôi. Giờ chạy tới đó rồi mới chấm dứt cái đời của Vũ Hạng, Hạng Võ đó. Thì như vậy, ở đây nói, nghĩa là mình nếu mà khi mà chỉnh y giáp lại, tức là muốn tiến lên, phải tiến đến chỗ cuối cùng mới thôi. Tăng liền hét, sư bảo, chúng ta, nghĩa là ông làm chúng ta chúc mừng, kinh ta, tăng vỗ một chỗ, sư nói, cũng là trong chết được sống. Trong chết là sống được. Tăng lễ bái, thì sư nói, sẽ bảo tài thâu yên phá triệu, nguyên lai chỉ là kẻ bán muối lậu. Thì làm ra vậy anh hùng lắm, mà rốt cuộc rồi thì anh cũng đầu hàng. Như vậy thì đó là kẻ bán muối lậu rồi. Sư bảo, thiền biết, nếu hay một niệm hồi quang phản chiếu, nhằm dưới gót chân mình lột giày, xem xét coi, đáng gọi là cửa động khe mở, lầu cát lớp lớp, mười phương khắp hiện hải hội đồng bài. Bèn là phòng thánh hiền môn, núi sông quả đất, dùng hải ánh ta muội, một ánh mà ánh định,
lại không có mãi mai rơi sót. À, cái câu này là cái câu mà Ngài nói cho mình thấy, nghĩa là gọi là đem hết tình, hết bao nhiêu cái tâm trí mà nói cho mình hiểu đây. Nếu hay một niệm hồi quang phản chiếu, tức là một niệm soi lại, chiếu soi ở mình. Mình chiếu soi đâu? Nhằm dưới gót chân mình, lột dài xem xét coi. Thường thường nói cái thật, chỉ cái thật đó thì nói nhìn lại gót chân, nhìn lại gót chân ông, đó là chỉ cho mình soi lại cái thật của chính mình. Mà nếu người biết như vậy thì đáng gọi là cửa động khe mở, tức là cái cửa động ở trong khe đó nó được mở quá. Mở quá thì sẽ thấy cái gì? Nào là lầu cát lớp lớp, rồi mười phương khắp hải hội, phương khắp thiện, rồi hải hội đồng bài, tức là tất cả chúng hội mười phương đều hiện bài hết, không có dấu giếm. Được như vậy thì sao? Bèn là phàm thánh hiền vô, núi sông quả đất, dùng hải ấn tam muội, một ấn mà ấn định. Như vậy đó là mình đương sống trong cái hải ấn tam muội, lại không có mãi mai rơi sót. Không có rớt ở đâu, không sót cái gì. Sơn Tăng nói như thế, nếu ở trong chúng có bổn sắc nào tăng nghe đó, liền bịt tai mà đi, kia cười vỡ miệng. Tại sao vậy? Tức là nói như vậy đó, trước hết phải biết bổn sắc nạp tăng là ai. Bổn sắc nạp tăng là chỉ cho những cái vị đã mở được con mắt sáng ở trong nhà thiền rồi thì gọi là bổn sắc nạp tăng. Những người đã mở được con mắt sáng rồi thì nghe nói tới đó là đừng bịt tai mà đi, cười dở miệng, phải không? Tại sao vậy? Bởi vì nói như vậy coi như là tử ngữ, phải không? Nói trắng ra rồi. Rồi bây giờ Ngài mới hỏi, đại chúng hãy nói, dưới cửa bổn sắc nạp tăng làm sao nói một câu? Tức là dưới cái con mắt người đã ngộ rồi thì nói sao đây? Im lặng như lâu nói, bên trời tuyết cho ngàn thước đá, cửa động bên đông gãy cành tùng. Thành ra tới chỗ đó thì phải còn dùng cái ngôn ngữ để diễn bài cái tâm tư mình nữa. Sư Thượng Đường Giê Lâu nhìn sang đại chúng nói, thạch môn nguy hiểm cẩm sắc chất, đưa mắt nhìn xem muôn nhẫn cao, châu sắc không sình xong được vỡ, trong biển tỳ lô giấy ba đào. Đó, coi như là bốn câu thơ. Thạch môn tức là chỉ cái chỗ Ngài ở, cái chùa Ngài ở, nguy hiểm cổng sắc chắc. Đó, nói cái chỗ Ngài ở mà cũng nói là cái công phong của Ngài. Trong phong của Ngài nó cao vót giống như là cửa sắt chất vậy, khó mà ai vượt qua được. Đưa mắt nhìn sang muôn nhẫn cao, nếu mà người mà muốn nhìn thì thấy nó cao vót, nhưng mà bây giờ có thể phá được. Cái gì phá được? Câu sắt không sình xong được vỡ. Câu sắt có chạy được không? Câu sắt bây giờ có chạy được không? Câu sắc mái đó. Để chỉ cho cái câu sắc tức là vô tri mà không sừng nữa, nó không có hai bên thì đó nó xong được vỡ. Con trâu là tượng, câu sắc là tượng trưng cho cái mà không có phân biệt, rồi nó lại không sừng, câu là hai sừng, phải không? Hai sừng tức là hai bên, mà giờ trong không sừng nữa tức là không có hai bên, không phân biệt, không có hai bên, xong thì vỡ được cái cổng đó. Còn nếu có phân biệt, có hai bên thì không cũng vỡ. Mà không vỡ được thì sẽ thấy cái gì? Trong biển tỳ lô giấy ba đào. Tỳ lô là biển nào?
Chuyển tỳ lô là điểm nào? Tỳ lô giác na nói hoài á, tức là pháp thân. Như vậy thì ngay trong biểu pháp thân nổi sống ra hạt. Thì nếu người nào mà được như vậy đó, xong vào được trong này rồi thì thể nhập được pháp thân. Hãy nói chẳng dính ba đào làm sao nói một câu. Bây giờ được không dính ba đào làm sao nói đây? Cứ im lặng dây lâu nói một câu chẳng nghĩ vô trước hỏi, đến nay vẫn tạo giả bàn tăng. Vô trước tức là vô trước thế thân đó. Suy hạ cô ạ, cái đoạn này là cái đoạn mà mình thấy đau lòng nhất. Sư trụ chưa được mấy năm, sáng sáo tri sự tranh nhau, tri sự này tri sự kia tranh nhau, không thể ngăn được, cãi nhau mà cản không nổi. Có lẽ tri sự mà thủ tọa rồi gì đó hai bên mà cãi nhau mà ngài khuyên không được. Sư liền bảo chúng, lãnh chúng chẳng nghiêm, chánh tọa không đứt. Tôi có thẹn với Hoàng Long, đây là ngài tự trách. Sở dĩ mà trong chúng cãi nhau mà tôi khuyên không được đó là vì tôi là cái người lãnh chúng không nghiêm. Tôi là chánh tọa mà tôi không có đứt, cho nên chúng nó không nghiêm. Tôi thẹn với Hoàng Long, tức là thẹn với thầy tôi. Tôi gọi Như Na đánh chuông học chúng, từ biệt đi hành trước. Dạ. Họ chúc rồi, bây giờ thôi tôi từ biệt các anh, tôi đi hành trước. Dặn, sau khi tôi tịch quả thiêu rồi lấy xương để trong pháp phổ thông, để thấy chết sống không rời thân chúng. Nói xong sư tịch, họ 59 tuổi, thật là đau lòng, phải không? Nghĩa là, bây giờ thôi, xử không được thôi, giờ tôi đi. Rồi, ngày từ biệt đi hành đi, đi là ngày dặn. Cái lời dặn này rất là cảm động. Nếu là tôi tịch rồi thì thiêu, và thiêu thì phải để trong cái pháp phổ thông. Bây giờ có chỗ gọi là pháp phổ đồng đó, nghĩa là trong chùa có những cái loại tháp, cái tháp riêng cho hòa thượng này kia đó là pháp riêng, còn cái tháp mà tên chúng đó gọi là pháp phổ đồng, là phổ thông. Mà bây giờ ngài tịch rồi, ngài biểu đừng có để trong cái pháp riêng, mà để trong cái pháp phổ thông này, tức là chung với chúng, để nói lên rằng dù chết thì cũng ở với chúng, để sống đỡ chúng mà chết cũng ở với chúng, chứ không bao giờ rời chúng. Cái tinh thần như vậy. Chữ thân đó là chúng trong sạch, chứ không phải thánh. Thánh thì cao quá đi, chưa chứng mà nó thánh thì thất cái tâm. Thì quý vị mới thấy đức độ như ngài, ngộ đạo thấy đạo như ngài, mà những người phụ tá như ngài có khi còn sanh, phải không? Còn cái ầm ầm, ngài là cái người đức độ vậy mà khuyên cũng chịu nghe. Thì bây giờ mình có lỡ làm trụ trì, có lỡ làm gì rồi, chúng ở với mình, để chuyện nó cãi nhau chắc không có gì lạ, phải không? Bởi vì đức của mình đâu bằng ngài, cái ngộ đạo của mình đâu bằng ngài. Nhưng mà nếu nhìn lại thì mấy cái ông tri sự này có khôn ngoan không? Như vậy cãi nhau để hơn cái gì, để được cái gì? Cãi cái đã rồi ông thầy ông thịt cái rồi không biết làm gì nữa, phải không? Có phải là ngu xuẩn không? Cho nên cái người xưa cũng có những trường hợp Đức Phật có lần buồn tình phải vô trong rừng, phải không? Chúng cãi mà ngài khuyên không được, ngài buồn tình ngài vô trong rừng. Rồi ở đây thì ngài gì? Ngài Hồng Anh này, nếu là chúng cãi không được thì ngài buồn tình người tịch. Cãi mà quý không được thì buồn tình mà tịch.
Thì như vậy để thấy rằng thời Phật cũng có những người đệ tử nó đọc, nó cũng ngang ngạnh, nó cũng bướng bỉnh, phải không? Đời các tổ cũng có những người học trò cũng ngang ngạnh, cũng bướng bỉnh. Thì đời của mình bây giờ làm sao tránh khỏi cái đó? Nhưng mà ai mà một đời mà khỏi được những cái trường hợp đặc biệt này đó là cũng ước lớn lắm. Thế còn thiệt ra làm sao tránh khỏi? Đức Phật còn không lửa hết được, các tổ còn không lửa được, như vậy ngài cũng ngộ đạo mà lửa cái chữ không nên thân. Không nữa là như bây giờ tôi là lửa người này lửa người kia chắc gì đã trúng, phải không? Thì cái chuyện đó cũng thôi vậy. Nhưng mà mình sẽ thua ngại chút, nhiều khi mình giận quá muốn tịch thì không được. Tôi có muốn đi thì cũng xong. Còn ngài thì thôi, thấy gì ông nghe tôi đi, ngài đi được thì cái đó là cái mình thua đó. Rồi thôi tiếp. Đây cái tông Long Tế, ngài Bạch Vân chốt Thủ Đoàn. Sư họ Cát quê ở Hàn Dương, thở nhỏ học nho, đến 20 tuổi theo Úc Sơn Chủ ở Trà Lăng, xuất gia. Sư đến thăm vấn Dương Kỳ. Một hôm Dương Kỳ hỏi, bổn sư ngươi là ai? Sư thưa, hòa thượng Úc ở Trà Lăng. Dương Kỳ bảo, ta nghe ông ấy qua cầu bị té, có tỉnh, là một bài kệ kỳ đặc. Ngươi có nhớ chăng? Sư tụng rằng, ngã hữu Minh Châu nhất quả, cửu bị Trần Lao quan tỏa, kim chiêu Trần Tảnh quan sanh, chiếu phá sơn hà vạn đoá. Tạm dịch, ta có một viên Minh Châu, đã lâu vùi tại Trần Lao, hôm nay Trần sạch sáng chiếu, soi tọt núi sông muôn thứ. Thì như vậy, cái bài kệ này là ngài Úc Sơn Chủ, một hôm ngài đi có việc, ngài đi trong thôn thì cởi ngựa đi qua cái cầu ván. Cầu ván họ bắt lâu ngày, cái ngựa đi tới đạp phải một tấm ván mục, cho nên lọt chân ở dưới, lọt chân dưới thì ngài sao? Tôi quăng nhào xuống như cây cầu. Cái ngài liền tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ ngài làm bài kệ này. Bài kệ này thì trong cái hàng thiền nữ người ta khen bài kệ rất hay. Nói rằng tôi có một viên Minh Châu, đã lâu bị các cái bụi nó che lấp. Thì sáng nay kim tiêu sáng nay, nghĩa là các cái bụi nó hết, ánh sáng phát ra soi khắp cả sơn hà muôn thứ. Thì như vậy đã nói cái gì? Nói lên cái sở ngộ của ngài nó thấu đáo, ngài nhận ra nơi mình có cái chân thật đó, mà cái chân thật đó nó sáng như viên Minh Châu mà lâu nay mình không biết, bị các cái bụi đó là chỉ cho trần lao phiền não đó, nó phủ che đó. Mà hôm nay bất chợt cái ngài thấy được nó, bụi hết ngài thấy được nó, bây giờ ngài soi sáng khắp nơi. Thì bài kể hay như vậy mà ngài Dương Kỳ liền cười, cái liền đi nghe xong xong cười cũng đi. Thì sư ngạc nhiên suốt đêm không ngủ, tại sao vậy? Thấy ngày cười ngày đi thì mình tại sao mà ngạc nhiên rồi suốt đêm không ngủ? Tại sao? Bởi hai lý do. Lý do thứ nhất là cái tự ái bản ngã. Bản ngã đây không phải ngã của ngài mà ngã của thầy. Thầy mình có bài kệ hay quá, ai cũng khen,
tại sao mình đọc cái lời cười như đi vậy cái khi đó phải không, khi mà kể nó dở những gì dở chỗ nào đó, đó là cái bản ngã đối với ông thầy. Rồi cái thứ hai nữa là bài kể như vậy nó đủ ý nghĩa sâu xa như vậy mà tại sao ngài lại cười, cười đó là khen hay là chế? Đó là làm cho ngài thắc mắc thao thức suốt đêm không ngủ. Và chính cái thao thức suốt đêm không ngủ nên trong sáng ra để mà thừa. Thì sáng ra cái ngày hôm sau thì đến thừa hỏi. Thừa hỏi là cái câu nói rất gọn với ngài, đến ngài hỏi không biết hôm qua con đọc cái bài kệ đó hòa thượng cười là có ý gì? Có ý gì thì như vậy. Là cái mà ngài thao thức suốt đêm đó, thì hôm đó lại gặp tới ngày cuối năm 28-29 âm lịch gì đó, thì ngài Dương Kỳ hỏi ngươi thấy mấy người hát kinh đông hôm qua chăng? Tức là hôm qua ở trước chùa có mấy người hát kinh đông rồi đó, xèn xèn hát. Thì ngã mu coi rồi mấy người hát kinh đông thì sao? Thì tôi thường thấy ngày hôm qua đứng trong chùa dòm ta thấy, thì Dương Kỳ bảo ngươi còn thua y một bệnh. Thì lấy làm lạ chưa, ý chỉ thế nào? Dương Kỳ bảo y thích người cười, ngươi sợ người cười. Chân tao mai cười cái thức quan quan nhân nó cười cái nó thích nó làm nữa. Còn ông thấy tôi cười cái ông sợ suốt đêm không ngủ, ông thua rồi. Cái câu chuyện rất là lý thú, nhưng mà từ liền đại ngộ à, mấy chú biết ngộ cái gì? Nếu ngộ kiểu anh sinh tâm thì không phải, thì anh ngộ ngộ cái gì? Cái ngộ ở đây mình mới nghe thì tưởng như là ngàn ngộ như vậy mình thua ông sinh tâm thôi, phải không? Ông sinh tâm ta thích ta cười, mình sợ cười như vậy mình thua ông thôi. Tưởng như vậy mà tưởng vậy là sức lọc, nếu ngộ vậy không có giá trị gì hết, phải không? Như vậy thì ngộ cái gì? Con chuyện quá thông thường, phải không? Mình ngộ ngộ cái gì? Thì cười đối với cái gì? Cười là vui, phải không? Vui thì cười, buồn thì khóc, phải không? Còn vui cười, còn buồn khóc, sợ cười hay là thích cười, đó là đối với cái sợ khóc hay là thích khóc, cười khóc là đối nhau. Rồi bây giờ như vậy thì cái cười nó đã thành vô nghĩa, thì cái khóc nó có nghĩa không? Như vậy thì vui buồn, tất cả cái đối đãi nó đều là vô nghĩa. Chính thấy được cái chỗ đó, cho nên nó thoát ngoài cái đối đãi hết. Đó mới gọi là đại ngộ. Chứ nếu mà ngộ cái là mình thua ông sinh tâm, mình ngộ thì ngộ cái gì, phải không? Đó là đại ngộ, chứ là thoát ngoài ngoài cái đối đãi. Sư hầu Dương Kỳ khá lâu mới từ đi nơi khác, đến Lô Phụ tìm sư Ngọt ở Viên Thông, cử sư trụ trì chùa Từ Thiên, tiếng tâm vang dội. Chế sư lại chỗ Viên Thông, Pháp Hoa, Long Môn, Hưng Hóa, Hải Hội, nơi nào chúng cũng tụ họp rất đông. Thằng hỏi thế nào là Phật? Sư đáp, chảo dầu không chỗ lạnh. Chảo dầu không chỗ lạnh. Thằng hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp? Sư đáp, đáy nước thả cái bầu. Thả bầu trên mặt nước hay dưới đáy nước?
có bầu nào nó nổi như đá nước không? Như vậy thì đó là những cái lối nói thay vì ngài Lâm Tế hỏi Tổ Hoàng Bá thì đánh ở đây hai cái đánh bằng cái nói mà nói như vậy đó. Tăng hỏi thế nào là ý tổ sư từ Tây Khang? Sư đáp: quả bay thỏ chạy. Tăng hỏi: chẳng cầu chư thánh, chẳng trọng kỹ linh, chưa phải là việc phần trên của Nạp Tăng. Thế nào là phần trên của Nạp Tăng? Sư đáp: nước chết chẳng chứa rồng. Tăng hỏi: khi thế ấy đi thì sao? Sư đáp: lừa chết người, lừa tức là gạt. Thì những cái câu này toàn là những cái câu gọi là hoạt ngữ, cho nên mình không có động tới. Đến cái chỗ này nó có thể động tới đây. Sư Thượng Đường: chim có hai cánh, bay chẳng xa gần, đường bài một góc, đi không trước sau. Hàng tăng gia các ông tầm thường cầm muỗng, buông đũa, chọn nói tri hữu, đến khi leo lên núi, tại sao lại thở gấp, chẳng thấy nói, người không nghĩ xa, chắc có lo gần. Đó mày nói gì? Cho hiểu đó mà hiểu sao? Chim có hai cánh, bay chẳng xa gần, đường bài một góc, đi xong trước sau. Hai câu này thấy cái chỗ ngộ của ngài lúc trước rõ ràng đó, phải không? Xa gần là đối đãi, trước sau là đối đãi, nó thoát qua hai cái đó hết. Hàng tăng gia các ông tầm thường cầm muỗng buông đũa, chọn ngài nói chi hữu, đến khi leo lên núi tại sao lại thử gấp. Nó muốn nói gì? Nói gì nói nghe coi. Nói cho hiểu mà không chịu hiểu. Bởi vì chúng ta trong lúc bình thường cầm muỗng buông đũa, tức là lúc ăn cơm mặc áo bình thường đó, lúc bình thường đó, tôi thấy đạo rồi, tôi biết đạo rồi. Nhưng mà tới khi gặp cái gì bức bách quá, là lúc leo núi, là cái bức bách quá, thì đã thân cũng hoàng thân, si cũng hoàng si. Gặp những cái đáng thương thì cũng thương, đáng biết thì cũng biết. Như vậy đó, bình thường thì nói mình biết đạo, mình thấy đạo, mà gặp cái việc đó cho mình bất lực. Đó, thành ra mình nói. Cho nên nói là còn cái tri hữu tức là biết có, mình có cái đó rồi, tôi có ông chủ rồi, tôi sống như ông chủ. Nhưng mà gặp gì ấy, tức là trường hợp như leo núi gấp, tức là chỉ cái chuyện bất cập, chuyện bất ngờ nó xảy đến, lúc đó không làm chủ được. Cho nên ngài mới biết chắc, chẳng thấy nói, người không nghĩ xa, chắc có lo rằng. Lúc bình thường vậy là tưởng là mình đắc đạo, tưởng mình có biết được ông chủ, mình cho là hài lòng, cho tự mãn, rồi không có nỗ lực tu. Tới chừng gặp những bức bách thì chừng đó mới thấy nguy hiểm, thấy mình chưa được cái gì hết. Mấy chú có hoàn niệm đó không? Đó là bởi vậy cho nên lúc bình thường thì tưởng như mình đã có, đã được, tưởng như mình hiểu lắm rồi, phải không? Nhưng mà khi có những cái trường hợp bức bách rồi thì đó là phải y nguyên, cũng như cả cái tục không hơn bao nhiêu. Chứ dạy chúng, Phật đất chẳng độ nước, Phật gỗ chẳng độ lửa, Phật vàng chẳng độ lò đúc, Phật thạch ngồi ở trong. Đoạn này là ai nói? Ngài Tiểu Châu nói. Cho nên ở đây người nói là đại chúng, ông già Tiểu Châu một lúc đem 12 phần xương, 84.000 lỗ chân lông dồn vào trong lòng các ông rồi. Người xưa cái lối nói nghe tức cười, nó lạ lùng đó. Bởi vậy cho nên đọc sách Thiền mà quý vị hiểu ra cái nghĩa thường, hiểu không nổi,
Như vậy thì ở đây Ngài nói chị Châu đối với mình sao? Cái gì khen chị Châu mà chê là chị Châu? Cái câu mà nói rằng nhà chị Châu một phước đem 12 phần xương, 84.000 lỗ chân lông dồn vào trong lòng các ông rồi, là nói Ngài Tiểu Châu đã đem hết cả xương cả thịt mà giao gửi cho các ông rồi đó. Nó là tha thiết như vậy rồi đó. Mà không nói ngôn ngữ thì dùng hình ảnh, nào là xương, nào là lỗ chân lông, nghe nói mình tưởng là cái gì lạ. Tức là Ngài muốn nói rằng Ngài Tiểu Châu vàng chẳng độ là đúc, Phật thật ngồi ở trong mà chỉ thẳng cho mình có cái ông Phật thiệt rồi. Đó là đem hết tâm can mà giao phó cho mình chứ còn gì nữa, phải không? Đó. Rồi, Ngài nay viên thông trông thấy bất bình vì người xưa nói ra. Ngài mới nói là Ngài thấy là bất bình, bây giờ Ngài nói ra. Xưa lấy tay vỗ giường thiền nói, nên biết núi biển về minh chủ, chưa tin càng khôn lấp người lành. Câu đó nói gì? Dường như Ngài bất bình, Ngài chống lại, nhưng mà không ngờ Ngài phụ quả theo. Phụ quả chỗ nào? Nên biết núi biển về minh chủ, núi sông đất cát về nó thuộc về vua, phải không? Minh chủ tức là chỉ nhà vua. Còn chưa tin là cái gì? Núi sông tất cả đó thuộc về vua, tức là để chỉ cho Phật đất, Phật gỗ, Phật vàng nó thuộc về bên ngoài, nha. Nó thuộc về bên ngoài. Chưa tin là tin cái gì? Tin ông Phật thiệt ngồi ở trong đó đó. Thì càng khôn lấp người lành thì như vậy, cả càng khôn người che lấp mình, tối mù tối mịt không thấy gì nữa. Thì đó là Ngài đã tha thiết chỉ cho mình mà lấy cái việc người xưa bình cách khéo léo, phải không? Nên mình đọc mình tưởng đâu Ngài thì chống Ngài Tiểu Châu, nhưng mà sự thật là quả với Ngài Tiểu Châu. Thưa đại chúng, thân Phật đầy dễ nơi pháp giới, khắp hiện trước tất cả quần sanh, tùy duyên cảm ứng đâu chẳng khắp, mà thường ở nơi tòa Bồ Đề. Đại chúng, thế nào nói đạo lý tùy duyên cảm ứng? Chỉ là phản khải móng tay, cả đại địa hàm sanh căn cơ một lúc nên được khắp đủ, mà chưa động đến một đầu mãi long, bèn nói là tùy duyên cảm ứng mà thường ở tòa này. Cái câu mà tùy duyên cảm ứng theo Ngài nói thì chỉ trong nháy mắt, trong khoảng trải móng tay, tất cả đều khắp, đều đủ, đó là tùy duyên cảm ứng. Ngài ví dụ, ví như sang tăng ngày nay nhận thỉnh đến Pháp Hoa, ngày mai cùng đại chúng từ biệt nhau vào trong nguyện khai đường rồi mới trở về viện. Hãy nói lại lìa tòa này hay không? Bữa nay ở đây, rồi mai đi trong kia, rồi mốt trở về, vậy phải là lìa tòa này hay không? Nếu nói lìa là việc thường thế gian, nếu nói chẳng lìa, làm sao thấy được việc chẳng lìa ấy? Nói là lìa thì đó là việc thường, thấy ở đó thì gọi là còn ở, thấy đi khỏi đó gọi là lìa, đó là thường thế gian. Còn nếu nói là chẳng lìa, bây giờ làm sao thấy cái chẳng lìa đó gì? Bây giờ Ngài giải thích. Đâu chẳng phải vô biên cõi nước kia đây chẳng cách đầu mãi long, mười đời xưa nay trước sau chẳng lìa đương niệm. Như vậy thì cái câu này Ngài muốn nói rằng vô biên cõi nước kia đây, kia tức là khỏi kia, khỏi này, chẳng cách đầu mãi long, tức là đứng về mặt không gian, nó không có duyên rẽ. Rồi mười đời xưa nay
trước sau chẳng lìa đương niệm, đó là thời gian. Đó là người đạt đạo thấy cái chân thật đó, nó không kẹt ở không gian, không kẹt ở thời gian. Thì như vậy có gì đâu mà nói lìa không lìa. Lại, đâu chẳng phải tất cả vô tâm một lúc tự chấp. Nếu mà nói rằng tất cả vô tâm một lúc tự chấp thì cái đó này không chịu. Nếu thế ấy chính là cầm gậy đập mặt trăng. Cầm gậy đập mặt trăng tức là chưa tới nơi. Đến trong đây cần phải ngộ mới được. Ngộ rồi cần phải gặp người mới được. Tới chỗ đó là phải ngộ. Nhưng mà ngộ, tự mình ngộ, nhiều khi chưa có đủ cái khả năng để vượt khỏi những cái lầm lẫn, cho nên cần gặp người. Các ông nói đã ngộ rồi thì thôi, lại đâu cần gặp người. Nếu ngộ rồi gặp người, chính khi duỗi tay phương tiện rõ ràng, tự có một con đường xuất thân, chẳng là mù có mắt học giả. Nếu chỉ ngộ được đầu cây cải khô, chẳng những là mù có mắt học giả, chính mình cử động liền bị chạm bé nước tai. Ngài nói ngộ, ngộ không chưa đủ, ngộ rồi cần phải gặp người. Ở đây Ngài mới nói những người mà ngộ được đầu cái cải khô, nghĩa là sao? Ngộ được một chút một đỉnh nào đó, ngộ một hai cái lý nhỏ nhoi nào đó, gọi là ngộ đầu cái cải khô. Rồi như vậy đó mà mình tự mãn, tự cho là đầy đủ rồi đi làm thầy thiên hạ, thì như vậy thì chẳng những làm mù có mắt học giả, tức là làm cho tâm mù tối thêm, thì chính mình cử động liền bị chạm đén nước tai, tức là mình chính bên này kẹt bên kia, mình cũng thoát chưa được. Các ông xem thầy tôi là Dương Kỳ, hỏi xong từ minh, khi chim vắng kêu chảo chẹt, nay từ vào núi trùng thì thế nào? Thưa ông đáp, ta đi trong cỏ rộng, ngươi lại vào thôn sâu. Thầy tôi thưa, quan chẳng cho lọt mũi kim, lại xin một câu hỏi. Xin một câu hỏi, hay là xin hỏi một câu, cũng được, hai cái đó không có sao hết. Quan chẳng lọt cho lọt mũi kim, để chỗ này nguyên chữ Hán là quan bất dung châm đó, là để nói rằng mấy cái trạm mà đi ra ngoài biên giới đó, những cái trạm đó người ta xét kỹ không lọt mũi kim qua được, đó là lại là quan bất dung châm đó, để nói rằng đến cái chỗ mà không còn hở, không còn sót, không còn sót, không còn trống một chút gì đó thì sao? Cho ông liền hét, thầy tôi thưa khéo hét. Cho ông lại hét, thầy tôi cũng hét. Xong hét luôn hai tiếng, thầy tôi liền lễ bái. Đại chúng nên biết ngộ rồi lại gặp người là nằm trên đầu đường chữ thập, cùng người gặp nhau, lại ở trên ngàn ngọn núi nắm tay, nhằm trên ngàn ngọn núi gặp nhau, lại ở đầu đường chữ thập nắm tay. Cái đó nói là sao? Nhằm ở trên đầu đường chữ thập cùng người gặp nhau, người gặp nhau trên đầu đường chữ thập, rồi lại ở trên ngàn ngọn núi nắm tay. Nắm tay gì đâu? Nhằm ở trên ngàn ngọn núi gặp nhau, nghĩa là ở đầu đường chữ thập gặp nhau, rồi nắm tay nhau trên ngàn ngọn núi, rồi nhằm trên ngàn ngọn núi gặp nhau, lại ở đầu đường chữ thập nắm tay. Đó là để nói rằng khi mà gặp được cái thầy mà được thiệt ngộ để hướng dẫn thì như vậy thì mới có thể gọi là tự tại, tới lui không còn ngăn trở nữa. Đó là lối diễn tả của Ngài như vậy. Vì thế Sơn Tăng thường có tụng, bài tụng của Ngài: chỗ ở người kia ta chẳng ở, chỗ đi người kia ta chẳng đi, chẳng phải vì người khó chung họp, chọn là tăng tục cốt phân minh. Chỗ ở người kia ta chẳng ở,
đó là sao? Nghĩa là chỗ mà người ta ở đó, người ta trụ đó, ngài không trụ. Chỗ đi người kia ta chẳng đi, chỗ việc người kia hành đó, ngài chẳng hành. Phải sao vậy? Chẳng phải vì người khó chung họ, nghĩa là người và mình nó không có khác, nhưng mà tại sao mà lại không đi đường của người ta, không ở chỗ người ta? Chọn là tăng tục cốt phân minh, nghĩa là chọn là tăng và tục cốt phân minh, hay nói cái khác là mê ngộ khác nhau. Đây là sân tăng sắp đi, mở toan túi vải, một lúc ném ở trước mặt mọi người rồi vậy. Người có mắt chớ lấy làm lạ, trân trọng. Ngài nói rằng đây là ngài thấy ngài sắp tịch rồi, cho nên ngài mở tung túi vải quăng ném đầy đó, trước mắt đầy 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 đủ hết đó, mặt tình mà xem, chứ không còn chú giếm nữa. Sư thượng đường, cổ nhân để lại một lời, một nửa câu, khi chưa thấu sờ đến, giống hệt vách sắt, hiện nay làm sao thấu, chứ lại nói vách sắt, một lời nửa câu của các ngài để lại, nếu mà mình chưa ngộ được thì giống hệt vách sắt, đó là đưa tay tới không có chỗ, chỗ nào mình nắm, mình vinh được. Sư thượng đường, nếu quả thực được một phen xuất hạ, liền nhầm trên một cọng cỏ, hiện là quỳnh địa ngọc, lại bị một cọng cỏ che lấp, thế nào được hết hạn? Chữ hạn này là mồ hôi đó. Tự có một đôi tay khéo ấy, đâu tình xem nhẹ vũ tam đài. Bởi vì nhà nói, nếu mà mình tu hành mà được một phen xuất hạn, tức là một được một phen mà ra mồ hôi, có nghĩa là ngộ, xuất hạn tức là ngộ. Nên thế nhiều vậy, khi mà ngộ một câu có mồ hôi xuất, xuất mồ hôi dầm về, gọi là xuất hạn đó. Mà nếu được vậy thì sao? Liền nhằm trên một cổng cỏ hiện lầu quỳnh địa ngọc, tức là trên cái cảnh tầm thường mà mình thấy tất cả những cái phi thường, lại bị một cổng cỏ che lấp, thế nào được hết hạn? Hết hạn tức là hết mồ hôi. Thì hỏi thế nào được hết mồ hôi thì thầy nhà nói, tự có một đôi tay kéo ấy, đâu tình xem nhẹ vũ tam đài, tức là múa được tam đài. Đến niên hiệu Hy Ninh thứ năm, sư Viên Tịch thọ 48 tuổi, đi sớm qua. Bây giờ ở đây có người nào phản tuổi đó không? Có người chơi nhiều quá rồi ha, những người cũng sắp xỉ, như vậy thì mình còn sống khá hơn ngày. Bởi vậy nên mới thấy, mình đọc chữ, rồi mình thấy người xưa, nó có những cái kinh nghiệm để mình càng có kinh nghiệm vững vàng hơn trong cuộc sống. Có người thì sống 70-80, có người thì 40-50, chứ không phải ai cũng phải tới 70-80 hết. Như vậy thì qua cái kinh nghiệm đó mình phải làm sao? Thì ngày nay mình còn sống đây, đừng nói mình tu mình sống dai, các ngày xưa ngộ đạo còn không sống dai thôi, phải không? Uống nữa là mình tu, mình chưa ngộ gì hết, chắc gì mình đã sống dai. Đó là cái kinh nghiệm để mình biết ngày nào khỏe, ngày nào còn được yên ổn, thì ráng nỗ lực tiến tu, chứ không có chần chờ, không có hẹn tới 10 năm, 20 năm nữa tôi sẽ tu lúc, bây giờ thôi, để ăn chơi chút để thảnh thôi, đường dài mà, phải không? Có nghĩ vậy không? Chắc mấy chú cỡ 20-30 chắc còn thấy xa lắm, thôi không thả, dội gì, phải không? Hiểu vậy là sai. Cái thứ hai nữa là thấy người xưa tài biết như là đối với chúng ta là 100.000 lần hơn, phải không? Mà có khi cũng gặp những hoàn cảnh trục trặc. Người xưa cũng có những người rất là xuất sắc, rồi cũng có những người bị thử đầy bụng dễ, chứ đâu phải người xưa tất cả toàn hảo. Rồi ngày nay
có những người phiền não đầy bụng, nhưng mà cũng có những người tốt biết đâu. Cho nên hiểu vậy rồi, qua kinh nghiệm người xưa mình không buồn. Giả sử gặp những cái chướng, gặp những cái trở ngại, mình thấy người xưa còn không khỏi thuốc là mình, rồi mình cũng an lòng mà làm, an lòng mà tu, phải không? Chứ không thì nhiều khi cũng chán đời lắm. Thấy sao mà mình treo hết gan ruột từng giao cho họ, mà họ trả lại cho mình bằng những cái không vui.